Rồi. Như vậy là chúng ta đã có cái để tìm một chút. Các bạn có nhìn rõ không nhỉ? Tôi đang show lên mà không được, chỗ nào show lên rồi. Đó. Đây à? Không lên. À, nó ở bên này. Của tôi nó có hai màn hình. Để đợi tôi một chút nha. Bởi vì sao nó bị như này, đưa tôi một tí. Mọi người có nhìn thấy cái bản cái slideshow của PowerPoint không? Dạ. Không, không thấy thầy ạ. Đấy, ở bên đó nó có dùng hai màn hình thì nó nằm ở cái màn hình kia. Đang là muốn cho tập sau này mình là cái nào mà sang được chưa rõ. Có, thấy có. Oh boy. Em thấy bao voi đây ạ. Có thấy bao quanh nhưng mà không thấy cái bản show. Để tôi tìm một lúc tôi tìm cho tôi là sao đây hiện cái bản show ở trên này. Bây giờ một chút nhé. Để đưa một tí vào đây. Vì show nó nằm ở trên cửa sổ khác mà. Nhưng mà nó không nhìn thấy. Nhiều màn hình thế. À, ok, là để tôi một tí nhé. Thì phải để cho bạn xem này. Nhìn thấy chưa? Ok rồi thầy. Mình đây đây rõ rồi thầy ạ. Những cái màn hình show của thấy kìa thầy ơi. Thấy rồi dạ, hả? Có rồi thầy ạ. Vâng. Thì đã bắt đầu nhé. Thì tôi sẽ hôm nay là buổi tập tập huấn chúng ta cách trình bày cái phần mềm, cách sử dụng phần mềm mới của chúng tôi là bản 2.0 của phần mềm STKB. Đấy, thì nó luôn là cái bản STKB nên là cái bản phần mềm phát triển tiếp theo của cái bản TKB cũ. Đấy. Thì cái bản TKB cũ của chúng tôi phát triển đến cái bản là version 11, sau đó sẽ dừng lại và chuyển sang cái bản này, đổi tên nó đi một chút. Và năm ngoái là đưa ra cái bản 1.0, năm nay thì là bản 2.0. Thì các bạn cần thiết gì đó thì các bạn cứ liên hệ với cô Hường. Cô Hường là người phụ trách cái chuyện kinh doanh của công ty. Thì các bạn liên hệ cô Hường qua cái email này, là điện thoại này này nhé. Đó. Ở đây thì chúng ta có thể lên mạng, chúng ta tải về cái bản chính thức và bản demo. Đây thì cái bản demo có dùng như bình thường. Chỉ cái bản demo nó chỉ khác cái bản chính thức là gì, là nó được cho phép là tạo cái file và mở đóng cái file đó là 15 lần, mở ra đóng vào thì là một lần, mở ra đóng vào là thứ hai, và làm được như vậy là 15 lần. Và cái bản demo này cũng không, chúng tôi bỏ đi một vài chức năng chính, như bỏ đi cái tính năng là in in ra ngoài. Em thưa thầy, thầy cho tiếng to lên tí để nghe hơi khó ạ. Đợi một tí nhé. À. To nhất rồi đấy, không to hơn nữa đâu nha. Yeah. Được chưa? Thì đây là cái em tôi tắt cái video của tôi đi cho mọi người quản lý nhé. Nhìn rõ này, đây.
Thì phần mềm của chúng tôi thì nó luôn là phần mềm này là đã có hơn 30 năm để phát triển. Từ cái bản đầu tiên tôi nhớ là năm 1989 rồi, rất lâu rồi. Và phát triển liên tục cho đến giờ phút này. Thì cái bản mới nhất này là cái bản nó có tính năng là đã hỗ trợ cho chương trình mới của Bộ Giáo dục Đào tạo. Chúng ta biết là cái điều rất quan trọng mới của năm nay là Bộ có chương trình mới và năm ngoái là đã đưa vào cho lớp 1, năm nay áp dụng cho lớp 6 và lớp 2. Sang năm là lớp 3, lớp 7, lớp 10. Như vậy là đưa cái mới vào thì có cái gì mới không? Thì cái mới đó nó liên quan tới cái biểu như thế nào? Điều mà tôi sẽ nói chuyện đó và chúng ta dùng phần mềm để áp dụng cho chương trình mới là như thế nào? Thì một trong chương trình chức năng chính của phần mềm của chúng tôi rất là mạnh là nó đã tự động phân tích và xếp được 100% thầy cô biểu, 100% luôn cô biểu. Rồi, thì cái bản mới này là bản như này nhé, cái bản mới này là cái bản như sau này, là nó có các tính năng mới sau đây này. Thứ nhất là nó đã mở rộng cái môn hình môn học cũ đấy, hiện thời đấy, sang môn hình môn học mới để hỗ trợ cho chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Các bạn sẽ thấy một lát nữa là cái chương trình giáo dục phổ thông mới này, cái môn học của nó hơi phức tạp hơn là khái niệm môn học cũ. Tôi nói chuyên môn mà thầy có biểu thôi, không nói về chuyện về nội dung chương trình nhé. Đây là tôi nói hoàn toàn về liên quan đến cái bài toán cho thầy có biểu trong nhà trường. Chương trình đã hỗ trợ cho các mô hình đào tạo mới thời kỳ chuyển đổi. Tức là nhà trường chúng ta có thể dùng cho cả lớp theo chương trình cũ và theo chương trình mới. Ví dụ như là đối với tiểu học thì lớp 1, lớp 2 là mới năm nay này, còn 3, 4, 5 là cũ. Cấp 2 thì là lớp 6 là mới năm nay, còn 7, 8, 9 thì là cũ. Còn cấp 3 thì năm nay là cũ hết, sau năm là lớp 10 sẽ là mới và 12 sẽ là cũ. Và chúng tôi đã bổ sung thêm một tính năng nữa theo tôi là rất là mạnh luôn đấy, rất là mạnh. Đối với ai dùng thì hiểu rồi thì tôi thấy nó rõ hơn này, là cái tính năng là mới đặt tên là TKB Clone View, là cái tính năng là cho phép tạo ra các cái bản sao của thầy cô biểu chính thức của nhà trường. Thì cái bản cái Clone View nó là cái gì tôi sẽ nói kỹ hơn, nhưng mà nôm na là như thế này, tức là chúng ta khi làm phần mềm thầy cô biểu, đích của chúng ta là gì? Chúng ta tạo ra một thầy cô biểu in ra cho tất cả nhà trường học theo cái đó. Nôm na nó là một cái lịch, một cái khung cứng mô tả xem là cái tiết này lớp này học có môn gì, ai vào dạy, nó là một cái lịch một cái biểu cứng như vậy, cái bộ khung cứng như vậy. Đấy, thì cái bộ khung cứng đó thì trong quá trình mà chúng tôi dùng phát triển phần mềm sẵn xưa này thì mỗi một phần mềm thấu biểu chỉ có một cái bản khung, một cái bản cứng như vậy thôi. Chúng ta cũng có thể thay đổi cho các cái thời kỳ khác nhau của thầy cô biểu năm nay sang năm sau nữa, hay là từ học một sang học kỳ hai, nhưng vẫn là mỗi một nhà trường là có một thầy cô biểu khung cứng, được chưa? Thì do thực tế nảy sinh là gì, là rất nhiều nhà trường là có cái nhu cầu là có những tiết học đặc biệt, thậm chí có những môn học đặc biệt, mà những môn học đó, những tiết học đó là nó không tuân thủ chính tắc theo thực phẩm thầy cô biểu đó. Ví dụ như là về mặt nguyên tắc của thầy cô biểu là mỗi môn học chỉ có là một giáo viên dạy thôi, nhưng mà tôi lại muốn là gì, ở nhà trường tôi lại muốn là riêng tuần này lại có một cái dạy bộ ngoại ngữ chẳng hạn, có một ông Tây ông vào thỉnh giảng, muốn cho ông Tây vào dạy thì làm thế nào để làm cho thầy cô biểu có thể ghi được như vậy. Hoặc là chúng ta có thể muốn là cái chỗ này thì cái tuần chẵn thì học sinh, nhưng mà cái tuần lẻ thì lại học khóa, làm thế nào? Đấy thì cái đó gọi là các cái dị biệt, những điều đặc biệt mà phần mềm cũ là không hỗ trợ được. Thì chúng tôi cái lần này chúng tôi đưa ra một cái chức năng mới là cái tôi gọi là cái bản sao, cái bị clone. Thì cái bản sao là để hỗ trợ các nhà trường có thể là thay đổi thì có biểu cho nó trở nên là không chính tắc, phù hợp hơn thực tế. Thì cái này là cái rất là mới, rất là hay đó. Thì đây là ba cái chức năng mới của phần mềm nhé. Rồi, thì tôi sẽ giới thiệu hôm nay giới thiệu nhanh các bạn thành hai phần. Phần 1, tôi giới thiệu nhanh cái chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 của Bộ. Tôi chỉ nói những cái ý mà liên quan đến một thời có biểu thôi, không phải nói chung về toàn bộ hệ thống đâu, rất là phức tạp, mà tôi không biết hết đâu. Cho nên chỉ nói riêng những phần liên quan đến có biểu. Và cái phần thứ hai là nói về bản thân về thời có biểu. Nhá. Rồi, thì cái thời có biểu, cái chương trình mới là như thế nào?
là nói qua nhé, nó được bộ đã ký từ tháng 12 năm 2018, cho nên người ta hay gọi là đây chương trình 2018, nhiều hiểu đó là chương trình thông mới và sẽ học bắt đầu từ năm 2020-2021 và cuốn chiếu đến hết năm 2024-2025 thì kết thúc. Và chương trình mới này là gì, là thay đổi đồng bộ cả chương trình và sách giáo khoa. Đấy. Và một điểm đặc biệt nữa là như thế này, rất đặc biệt luôn, là chương trình này chương trình là chỉ có một chương trình, một chương trình khung là pháp lệnh, còn sách giáo khoa là có nhiều bộ sách giáo khoa, bạn thấy đấy, rất là phức tạp, và sách giáo khoa chỉ là sách tham khảo, chúng ta chú ý nhé. Cái này đây lưu vào luật giáo dục đấy, cho nên chúng ta chú ý về mặt lý thuyết mà nói thì một giáo viên có thể là dạy theo nhiều sách giáo khoa, thậm chí như vậy về mặt lý thuyết là không sai, không phạm luật nhé. Giáo viên có thể là bài 1 dạy theo cuốn sách này, bài 2 đi theo cuốn sách này, bài 3 giáo viên có thể bỏ tất cả đi dạy theo ý của mình cũng được, không có dạy theo sách giáo khoa, miễn là anh phải dạy đúng chương trình. Đấy, nhưng mà đó là về lý thuyết thôi, chứ còn thực tế nhà trường vẫn phải chọn bộ sách giáo khoa của nhà trường mình và các nhà giáo viên là phải dạy theo sách giáo khoa. Nhưng mà chú ý, sách giáo khoa chỉ là tham khảo, không phải là pháp lệnh. Như các bộ sách giáo khoa cũ thì nó là pháp lệnh, chúng ta phải dạy theo từng bài một, từng ngoài của sách giáo khoa ở trên phòng cơ sở về kiểm tra. Nếu mà hôm nay là theo lịch trình là dạy bài 34 của sách giáo khoa, chúng ta dạy không phải sách 34 là chúng ta bị sai. Còn trình mới không phải như vậy nhé, trình mới chúng ta dạy thoải mái. Nếu mà đang dạy thử, đang dạy dở mà trên bộ, trên sở mà xuống kiểm tra chúng ta dạy không phải vào cái bài đó mà sở và phía bên chúng ta là sở là sai. Đấy, điểm rất đặc biệt đấy. Chúng ta, mục đích của trình mới để thay đổi là gì? Là chúng ta lấy chương trình khung làm pháp lệnh và lấy cái năng lực cuối cùng của năm học làm cái đối chiếu đánh giá. Còn không có chuyện là ông sở, ông phòng xuống can thiệp từng tiết một đâu. Không có chuyện đó. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải theo cái lịch trình chung của nhà trường, phải dạy theo đúng lịch trình thôi. Nhưng mà chẳng hạn có gì đó đặc biệt chúng ta cũng cần thay đổi tùy giáo viên nhé. Rồi. Tôi nói thêm một số kịch bản mới, quy định mới trong trình mới cần phải nhớ. Một là hệ thống môn học chung của các khối là nó gồm có hai phần, là phần môn bắt buộc và môn lựa chọn. Như vậy trong trình mới này là cái phần lựa chọn nó khá phong phú, các trường được phép rất là lỏng lẻo trong chuyện này. Riêng với đối khối trung học cơ sở, chúng ta chú ý là sẽ có cả hai cái môn rất đặc biệt là môn khoa học tự nhiên và môn khoa học xã hội. Môn khoa học xã hội thì là được đặt tên lại là môn lịch sử và địa lý. Thì đây là cái môn mà thực chất là môn tổ hợp. Môn khoa học tự nhiên chính là môn tổ hợp của lý hóa sinh và môn khoa học xã hội hay là môn lịch sử địa lý đấy, thực chất là hợp của hai môn là sử và địa. Thì đây là cái phần, theo tôi là cái phần rất đặc biệt đây, mà nó liên quan đến khối biểu. Bởi vì là chúng ta hiện nay các trường cấp 2 chúng ta không có giáo viên nào dạy được cả ba môn lý hóa sinh, không có. Hiện nay là các trường sư phạm đã bắt đầu đào tạo thế hệ mới của học sinh ấy, là cho phép nó dạy cả ba môn, nhưng hiện nay chưa có. Mà tôi nghĩ là phải 10 năm sau nữa mới có giáo viên. Thì như vậy chúng ta làm sao chúng ta có thể xếp theo các biểu, làm sao để có thể một môn mà lại ba người dạy được. Đấy, chỗ này là chỗ khó đây. Chỗ này là chỗ rất là khó của các biểu. Chỗ này cái riêng cấp 2 là nó sẽ rất phức tạp chỗ này. Thì tôi sẽ nói cái phương pháp, cái cách dạy của chúng tôi là như thế nào. Còn với khối trung học phổ thông thì là càng phức tạp nữa. Vô cùng phức tạp về trung học phổ thông là khối mà bắt đầu là định hướng nghề nghiệp. Cho nên là theo lý thuyết ấy, theo chương trình khung ấy, học sinh có rất nhiều lựa chọn môn học khác nhau. Cho nên là rất là phức tạp. Dù là hai lớp 10, 10A học một cái khối này, 10B học một cái khối khác. Năm nay có thể hiểu gì? Lớp cấp 3 gì? Có thể là lớp 10A, hay lớp 12, lớp 12A học theo để thi khối A, lớp 12B học toàn bộ để thi khối D, lớp 12C học toàn bộ để thi khối E. Đấy, cho nên là về lý thuyết là như vậy, mà thực tế như nào thì chưa biết. Sang năm thì bộ sẽ có cái chương trình, bộ sẽ có cái công văn để mà nó rõ cái trường sẽ phải làm như thế nào. Nhưng mà về lý thuyết là như vậy, thì chúng tôi đã sửa chương trình có biểu để các trường cấp 3 có thể xét được có biểu theo đúng cái mô hình này.
Thế nhưng tất nhiên là vẫn phải theo 10 lớp rồi. Mỗi lớp là phải chọn một khối. Như là lớp 10, lớp 12A chọn cái học cái khối để thi khối A. Đấy, thì phải học như thế nào? Phòng những môn học nào? Thì đây là khái quát những cái quy định mới của chương trình mới nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu kỹ hơn này. Đây là trên màn hình là cái phân bổ môn học theo chương trình mới bộ của cấp 1. Các bạn thấy thì cấp 1 là cái môn học của nó không hầu như không khác gì, không khác mấy so với chương trình hiện thời. Đấy. Chỉ có cái điều khác là như thế này này. Đây. Nó có cái môn tự chọn là môn dân tộc thiểu số và môn ngoại ngữ 1. Đấy là hai cái chỗ là chúng ta chú ý nhé, là môn tự chọn. Chắc đối với tôi nghĩ là đây là dành cho những dân tộc đồng bào dân tộc ấy, thì chúng ta có thêm những môn ngoại ngữ một là cái môn đây là môn ngoại ngữ hai cho họ ghi nhập này. Đây là tôi copy từ trong chương trình chính ấy, của bộ đấy. À, đây vẫn là ngoại ngữ một, là cái ngoại ngữ địa phương của nó. Thì các bạn chú ý nhé, chỗ này chú ý nhé, cái số tiết trung bình tuần đây này, đây là tổng số tiết của phần bắt buộc nhé, bắt buộc không phần lựa chọn. Phần tự chọn đây không có trong phần này đâu. Bạn thấy nhé, ở trong này là lớp 1, lớp 2 là 25 tiết, lớp 3 là 28, còn lớp 4, 5 là 30 tiết rồi. Vậy, cho nên là chỗ này là rất là phức tạp đây. Như vậy là suy ra là cái lớp 5, lớp 4, 5 là học một buổi thì không có chào cờ đâu. Chào cờ là một tiết riêng, không có chào cờ. Cho nên là suy ra rằng là đối với tiểu học thì chúng ta hầu như bắt buộc phải chia làm hai buổi, chia cái này làm hai buổi học sáng và chiều. Ở chỗ này tôi nói thêm một chút nữa nhé, ở đây nó có những môn học đây này, môn tự nhiên và xã hội là sẽ học gộp học trong 3, 1, 2, 3, còn lịch sử địa lý và khoa học là tách ra từ đây ra, xã hội tách ra từ lịch sử địa lý, tự nhiên tách ra thành khoa học thì học là lớp 4, 5 giống như cũ. Các bạn chú ý thêm ý nữa là cái môn lịch sử địa lý này là tiểu học cũng là như thế này, cấp 2 cũng là như thế này. Đấy, nhưng mà nó lại khác hẳn nhau. Vì lịch sử địa lý vẫn là môn gọi là hai tên này thôi, nhưng mà cũng là một môn hoàn chỉnh giống như là mô hình hiện nay. Còn đối với cấp 2 thì thực chất nó là tổ hợp của hai môn lịch sử địa lý. Cho nên cùng một tên học, cùng cái tên như này, nhưng bản chất là hai môn khác nhau. Các bạn chú ý nhé. Một chú ý nữa là với tiểu học ấy thì có cái môn là môn tin học và công nghệ, nhưng mà thực chất sách giáo khoa sẽ viết là hai cuốn, cuốn tin học riêng và cuốn công nghệ riêng. Đấy, chúng ta chú ý này này, tin học và công nghệ sẽ được chia làm hai, cho nên là thực tế mà nói thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ tách làm hai môn là tin học riêng, công nghệ riêng. Cái này cũng vậy, nghệ thuật cũng như vậy, cũng là 70 tiết. Thực tế là sẽ có sách giáo khoa riêng thì chúng ta vẫn phải học, thực tế vẫn là giáo viên là riêng, thì chúng ta tách làm hai môn học riêng là âm nhạc và nghệ thuật, tùy nhà trường nhé. Nhưng mà theo chương trình của bộ là gộp lại, nhưng mà thực chất ra chúng ta tách ra là làm hai nhé. Rồi, như vậy tiểu học thì nó không có gì là khác biệt lắm so với chương trình thời, nhưng mà chú ý một vài điều như vậy thôi. Một chú ý nữa là có cả một cái môn đặc biệt là môn hoạt động trải nghiệm đây này. Đấy, có hẳn sách giáo khoa riêng nhé. Thì cái môn này là gì, là cái môn này là môn mà là chúng ta biết là cái môn mà hướng cho học sinh là thực hành hay là làm việc ở ngoài trời để trải nghiệm thực tế. Thì cái môn này quả thấy nhé, là trong cái môn học của đây là không có môn lòng, không có môn sinh hoạt nào cả. Có thì trong thời biểu của chúng tôi là có môn sinh hoạt. Môn sinh hoạt là môn bắt buộc, là cái môn mà được quy định là ai dạy sinh hoạt người đó sẽ là giáo viên chủ nhiệm. Đấy. Cho nên chúng ta ở đây chúng ta làm thế nào để chúng ta chuyển thành thời biểu, thì cái là như sau, là chúng ta tách cái môn hoạt động trải nghiệm mình làm hai, tách ra thành một tiết sinh hoạt, thì môn sinh hoạt riêng để ở trên này, và trong hoạt động trải nghiệm này sẽ chỉ còn lại hai tiết thôi. Đây là ở đây chúng ta viết đây là một tuần ba tiết, là ba tiết. Thì chúng ta sẽ tách làm hai môn, tách ra một tiết thành môn sinh hoạt và tách ra hai tiết thành môn hoạt động trải nghiệm. Chưa có ra chú ý nhá, đó là cái điều mà chúng ta chú ý với cái phân bổ, với cái
cái chương trình chính của môn tiểu học. Hơn nữa tôi sẽ nói là cách chúng ta tạo ra cái môn học trong số biểu để áp dụng cho cái này như thế nào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo là trung học cơ sở. Đấy, trung học cơ sở bắt đầu phức tạp hơn này. Nó có môn là lịch sử và địa lý. Đây, đây chính là tổ là cái môn tổ hợp của hai môn lịch sử và địa lý. Đó đây, môn khoa học tự nhiên là nó tổ hợp của hai môn của ba môn lý hóa sinh. Môn lịch sử địa lý đây là 105 tiết thì chúng ta hiểu đây là 3 tiết đúng không? Đây là 1 tuần 3 tiết. Nhưng mà chúng ta sẽ phải chia như nào đó thì trên phòng sẽ phân công, trong sách giáo khoa họ sẽ phân công. Nhưng mà chúng ta sẽ phải chia cái này ra. Chia thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau nhé. Công nghệ riêng, tin học riêng. Đấy. Cũng như vậy chúng ta có cái môn tự chọn đây. Thì cái tự chọn đây thì là 3 tiết và không nằm trong thời khóa biểu. Không nằm trong thời khóa biểu nhé. Đó. Và cái môn hoạt động trải nghiệm của nó vẫn là 3 tiết đây. Thì chúng ta sẽ tách ra 1 tiết cho môn sinh hoạt. Vì đây không có môn sinh hoạt. Và còn lại đây là 2 tiết thôi. Như vậy là cái hoạt động trải nghiệm ở đây là chúng ta luôn tách ra làm 1 tiết cho chính, sinh hoạt chính là hoạt động trải nghiệm. Và 2 tiết cho chính cái môn học chính, môn hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Có một điều chú ý là riêng phần bắt buộc này, bắt buộc nhé, đây là phần bắt buộc này và tự chọn thì bắt buộc thôi đó là 29.5. Ôi, như vậy là 29.5 ở đây là suy ra là tại vì đây có cái môn công nghệ là nó vượt lên này, nó vượt lên như này cho nên thành 29.5 nhé. Thì chúng ta không thể chia lẻ được, chúng ta phải chia chẵn. Suy ra là đối với lớp 8, lớp 9 ý, thì phải như này, phải là các môn học kỳ là 30 tiết, học kỳ là 29 tiết. Đó, ta chú ý như vậy. Thì cái học kỳ mà có 30 tiết ấy thì suy ra là không đủ tiết để không đủ cho cái tiết chào cờ nếu học một buổi. Thì cái này tôi chưa hiểu là khi bộ mà thiết kế cái chương trình này bộ có nghĩ gì không, hay là cái ông ở trên bộ có thiết kế chương trình không để ý sao. Quên mất rồi là làm thế nào làm thiết kế là phải để 29 thôi. Vì theo chương trình của bộ, theo khung trình của bộ là học một buổi. Nhà nước mình quy định đấy nhé, học một buổi không phải học hai buổi. Cho nên là ở đây chúng ta chú ý lớp 8, lớp 9 có cái chuyện là 29.5 sinh ra là có một học kỳ sẽ phải học 30 tiết. Thì nếu 30 tiết như vậy thì bố trí thế nào cho cái tiết chào cờ đầu buổi sáng ấy thì chúng ta thế này tổng chi dung được chúng ta sẽ làm như thế nào. Thì chúng ta tùy, tức là tùy nhà trường sẽ phải lựa chọn quyết định, hoặc là chuyển sang phần sang buổi chiều hoặc như thế nào đó nhé. Hoặc là cho lớp 4, lớp 5 là nghỉ tiết chào cờ để học môn học hay là như nào đó thì các bạn là quyền của nhà trường nhé. Đó. Thế như vậy đối với cấp 2 chúng ta chú ý cái gì? Chú ý vẫn là một là hoạt động trải nghiệm sẽ được tách ra làm 3 tiết, thì tách ra làm 1 tiết cho sinh hoạt và 2 tiết cho môn học chính. Và ta chú ý đến hai cái môn là môn lịch sử địa lý và môn tự nhiên là hai môn tổ hợp. Bắt buộc phải có lịch sử địa lý, bắt buộc phải có 2 người dạy vì hiện nay chúng ta không đủ giáo viên dạy đồng thời cả sử lịch sử địa lý. Môn khoa học tự nhiên bắt buộc phải có 3 người dạy. Làm như thế nào? Đây thì chúng ta chú ý nhé. Rồi. Còn đây là cấp 3. Cấp 3 thì vô cùng phức tạp. Cấp 3 thì nó như sau nhé. Đây là chương trình khung đây. Thì các môn học của cấp 3 sẽ như sau. Nôm na là các môn học cấp 3 nó sẽ chia làm mấy nhóm, nhưng nó chia làm 6 nhóm. Một là nhóm bắt buộc. Đây, bắt buộc đây. Bắt buộc. Và cái này đấy, đây là bắt buộc này. Đây, cái này là bắt buộc này. Dùng địa phương làm bắt buộc này. Hai cái này là bắt buộc nhé. Chung với cái này làm bắt buộc. Nhưng mà cái 5 cái môn này là 5 môn học bắt buộc chính, gọi là môn chính. Còn hai cái môn này thì nó không phải là môn chính, mà dù nó là bắt buộc. Rồi. Tiếp theo là nó cũng các cái môn học cũng là bắt buộc, nhưng mà là bắt buộc tự chọn. Gồm có là như sau, gồm có 3 cụm. Cụm là khoa học xã hội, 3 môn. Mà thấy không nào? Lịch sử, địa lý, giáo dục, kinh tế, pháp luật. Cụm khoa học tự nhiên, 3 môn. Đó. Lý hóa sinh. Và cụm công nghệ và nghệ thuật gồm có 4 môn. Công nghệ, kinh học, âm nhạc, kỹ thuật. Đó. Thì như vậy đây là có 3 nhóm. Được chưa? Và ngoài ra có một cụm nữa là chuyên đề.
chuyên đề thì mỗi một học sinh sẽ bắt buộc phải chọn 3 chuyên đề. Tổng số chuyên đề mà trong chương trình chính đưa ra là 42 chuyên đề. 42 chuyên đề là phủ kín các môn học này. Các môn học đây đều có chuyên đề nhé, môn học đây đều có chuyên đề. Thì mỗi học sinh sẽ được chọn phải chọn 3 chuyên đề. Đó, để học. Thì các chọn như sau này. Học sinh các lớp học là học sinh mà thật là lớp học và đây tên vị lớp nhé. Lớp học sẽ học đây là bắt buộc này, năm môn bắt buộc này. Hai môn này làm bắt buộc này. Được chưa? Và đây là có 10 môn thì học các lớp học sẽ được chọn 5 môn trong 3 nhóm này. Mà phải chọn cả 3 nhóm. Không thể nào mà tôi không thể học 5 môn là lịch sử, địa lý, lý hóa sinh được. Vì thiếu cái nhóm này thì học sinh sẽ phải chọn 5 môn mà phải phủ kín cả ba cái này. Còn tùy anh chọn nào chọn, anh có thể chọn, anh có thể là 1-1, 1-1-3 hoặc là 2-2-1 hoặc là 2-1-2, tùy chúng ta tùy cái lớp lựa chọn. Được chưa? Nhưng mà là phải phủ kín cả ba cái nhóm này. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đấy. Và chọn phải chọn 3 chuyên đề. Thì 3 chuyên đề này phải nằm trong 10 môn học mà học sinh lớp đó chọn. Vậy mỗi lớp học sẽ chọn là bắt buộc phải lấy 5 môn này nhé, 5 môn này này là môn chính này và 5 môn trong cái này. Như vậy học sinh sẽ học chọn là 10 môn trong tổng cái này là 10 môn chính. Và tất nhiên là hai môn này nữa gọi là tạm thời gọi là môn phụ đi. Thì đây là môn chính, là 10 môn chính, trong đó có 5 môn là bắt buộc và 5 môn là chọn trong 10 môn trong 3 nhóm. Trong 3 nhóm. Đấy. Thì ba cụm chuyên đề này phải nằm trong 10 cái môn mà học sinh chọn. Ví dụ như là lớp 10A chọn là học là lịch sử, địa lý, hóa, bản tin và công nghệ. Thì ba chuyên đề này phải nằm trong cái phần lịch sử, địa lý, hóa và tin học công nghệ. Không được chọn. Ví dụ như anh không học cái môn âm nhạc, anh là chọn chuyên đề âm nhạc thì là không được. Thực ra chuyên đề là phần nâng cao thôi. Để hướng nghiệp thôi mà. Chỉ lớp anh học tin học rồi, anh học thêm một chuyên đề nữa, chuyên về tin học nữa. Đấy, thì đó là cái ý nghĩa của cái chương trình lớp 10 là nó hướng nghiệp. Tức là cái cấp 1 thì là học bắt buộc, lấy cấp 2 là tổ hợp lại, tổng hợp xong cấp 3 là tách ra, là phân tán ra, hướng nghiệp, chuyên môn ra. Đấy, thì đó là cấp 3. Cho nên cấp 3 là có thể nó phức tạp, nó không dễ. Nó là cái chuyện là chọn nó có hẳn có chương trình, có hẳn cái tính năng là chọn cái môn học cho từng lớp một. Lớp 1, lớp 10A học chọn học môn gì, lớp B học môn gì, lớp 10C học môn gì, là phải có cái đó. Và dựa trên đó thì giáo viên mới phân công chuyên môn cho từng lớp một, nó khác nhau đó. Cho nên nó không như ngày xưa nhé. Ngày xưa là tất cả lớp 10 là cùng loại môn, tất cả 11 cùng loại môn, tất cả lớp 12 cùng loại môn. Nhưng bây giờ không, lớp 10, lớp 10A là một số môn khác nhau, lớp 10B một số môn khác nhau, lớp 10C là một số môn riêng. Nhưng mỗi lớp là một kiểu, là nôm na nó là kiểu ở đây này, nằm ở đây này. Chúng ta hiểu nôm na như là thi đại học ấy, có nhiều khối thì A, B, C, D, E khác nhau, nhưng mà thi nào thì vẫn phải có toán văn, luôn phải có. Ngoại ngữ, ngữ là ba cái này là bắt buộc phải có. Còn lại chúng ta có thể lựa chọn, thì tùy vào định hướng là cho A này, A0, A1, A2, B, C, D, E. Sau này chắc là trên bộ nó sẽ, các trường đại học nó sẽ đưa ra những cái khuyến cáo là muốn vào thi của trường tôi thì học các em phải chọn cái môn này có thi. Thì như vậy đối với cấp 3 chúng ta chú ý nhất là học gì sẽ thi đấy. Cho nên là đây có 10 môn nhé, thì sẽ thi cả 10 môn, nôm na là sẽ thi tất cả các môn này. Tổng cộng trên này là tôi không biết là thực chất có không, nhưng mà ở trên này là 5 môn bắt buộc rồi. Ở trên này là 10 môn là bắt buộc tự chọn, thì thi là có cả 15 môn rồi. Học gì thi đấy. Cho nên là có một điều chú ý nhé là tin học sẽ thi. Hết năm 2024 thì tin học sẽ chấm dứt đây của thi đại học. Chấm là có rồi. Đấy, giờ chú ý nhé. Từ xưa ra tin học là cái môn gọi là môn phụ. Nhưng mà từ nay trở đi thì môn tin học sẽ là môn chính giống như các môn khác. Đấy. Rồi, chúng ta cũng chú ý là đối với cấp 3 cũng giống như cấp 2, cấp 1 thôi, là có cái môn hoạt động giáo dục bắt buộc ở đây. Cái này chính là hoạt động trải nghiệm đấy. Thì cái này là cái mà là có 3 tiết, thì chúng ta sẽ, các nhà trường sẽ phân bổ ra 1 tiết cho môn sinh hoạt và 2 tiết cho môn này. Đó. Được chưa? Thế đó là cái chương trình chính của bộ. Tôi nói nhanh để các bạn hình dung được nhé.
Bây giờ tôi sẽ nói sang cái cách chúng tôi xử lý như nào ở trong chương trình STKB thì như sau nhé. Trong chương trình STKB thì chúng tôi làm như sau này. Chúng tôi sẽ mở rộng cái khái niệm môn học vì nó phức tạp, vì môn học là cái phức tạp của chương trình mới mà. Cho nên chúng tôi làm như sau. Ở trong phần mềm của chúng tôi thì sẽ lưu hai cái sách môn học. Đấy. Một là lưu sách môn học cứng theo chương trình đào tạo mới. Và hai là sách môn học hiện thời để phân công phân biểu. Thì cái hiện nay là cái hai này là cái mà chúng ta vẫn có hiện nay. Tất cả một cái bạn làm thử biểu, các bạn sẽ phải nhập môn học thì chính là cái sách thứ hai này. Thì trong chương trình mới này chúng tôi đưa vào cái mới là cái đầu tiên này, là trong chương trình sẽ lưu ngoài cái sách hiện thời thì lưu một sách cứng là cái môn học cứng của chương trình thực mới. Thì cái một là để làm cái gì? Cái sách một này là để nhà trường có cái để mà ta theo dõi ta, để ta tham khảo, lúc nào cũng tham khảo ta chương trình mới nó có môn nào, một tuần học bao nhiêu tiết ta phải theo dõi. Thì hiện nay vì chúng ta là chuyển đổi đúng không, chúng ta là chuyển đổi giữa cũ và mới, cho nên các trường vẫn có một số lớp học theo mới, một số lớp cũ, cho nên là hai cái này là nó khác nhau. Nhưng mà sau năm 2025 thì hai cái này nó là một luôn. Năm 2025 thì nó là về hai cái nó là không có chuyển đổi nữa, cho nên là một, thì hiện nay là tạm thời chúng ta đưa vào hai sách để cho hỗ trợ cho cái giai đoạn chuyển đổi. Sau năm 2025 thì chắc là chúng ta sẽ để lại là một danh sách thôi. Nó là một cái chương trình chính, cũng là chương trình của bộ, cũng là chương trình chúng ta dạy hàng ngày, chuyên nó chỉ là một thôi. Còn hiện thời thì dụ năm nay lớp 6 là học theo chương trình mới, lớp 6 sẽ là học theo danh sách này, nhưng mà lớp 7 lớp 9 học theo chương trình cũ. Đó, chúng ta chú ý nhé. Tiếp theo này, như vậy là trong nhà trường mình thì chúng ta làm việc với cái môn học này. Ơi bên trái này là danh sách môn học hiện thời của thầy có biểu, tôi gọi là danh sách môn học hiện thời. Còn đây là danh sách môn học cứng. Danh sách môn học cứng này là cái mà chúng ta chỉ được xem, không được quyền sửa, không được quyền xóa. Còn cái cũ này, cái hiện thời này là chúng ta được phép là bổ sung thêm môn, bổ sung thoải mái, bổ sung rồi sửa thông tin, rồi thêm bớt vô tư, vẫn như cũ tất cả vẫn làm đúng không nào? Thì cái này là cái cứng này là cái chúng ta chỉ quyền xem thôi. Và chúng ta có quyền là copy từ đây sang bên này, cập nhật là bổ sung vào đây cho nó bằng giống như này đó. Là chú ý nhé. Như vậy là chúng ta sẽ làm việc trên phần mềm ấy, làm việc hàng ngày với cái sách môn học hiện thời thôi, rồi bên này thôi, nhưng bên này đó. Còn bên này là chúng ta chỉ được xem và quan sát thôi, không được phép sửa. Rồi, thế bây giờ tôi bắt đầu vào cái phần chính nhé. Thì trên màn hình là danh sách cái môn học cứng nằm trong trường có biểu. Tức là môn học chúng tôi đã thiết kế ra và để phù hợp với chương trình mới. Đây, các bạn thấy nhé. Và các bạn sẽ thấy là đây chính là cái bảng phân phối chuẩn cho tiểu học theo trình mới, và chính là các môn học trong danh sách cứng. Chúng ta nhớ lại một chút nha, chúng ta nhớ lại là trong sách cứng nha. Đây, trong sách cứng, đây là cứng này, đây là cứng nha. Đây là phần mềm này, đây là phần hiện thời, còn đây là cứng nhé. Đây là phần cứng này, phần cứng. Thì sau năm 2024, thì tất cả các môn học sẽ giống như này. Còn trước đó nó sẽ làm xem kẽ, được chưa? Chúng ta chú ý nhé. Thì trong sách cứng là như sau. Thì đây là cái môn học mà chúng tôi là mong muốn các nhà trường nên đặt môn học tên giống như thế này nhé. Lớp mà trường mình có ai, tắt thanh lên nhé. Nào nhỉ? Nhé. Chúng ta chú ý như này. Là hoạt động trải nghiệm này. Thì chúng tôi sẽ phân bổ cho tiểu học chỉ là 2 tiết thôi. Bởi vì sao? Trong chỉ là 3 tiết, nhưng vì chúng tôi đã phân bổ một cho sinh hoạt đây rồi. Trên này nhé. Sinh hoạt là cái môn học tôi đưa đây. Chính là cái môn này, chính là một phần của phần hoạt động trải nghiệm đây này. Đấy. Và đây là những môn học chuẩn đây rồi. Nhá. Chúng ta chú ý là cái môn lịch sử và địa lý là cái môn chúng tôi phân biệt giữa cái môn học cho tiểu học và môn học cho cấp 2. Cho tiểu học
thì chúng tôi đánh mã là LSDL. Cái môn này nếu mà nằm trong cấp 2 thì đánh mã cấp mã là mã cho môn học là khoa học xã hội, nhưng chuyên nó khác nhau. Trên trong chương trình của chúng tôi thì trong cái môn học cứng sẽ có hai môn lịch sử và địa lý, một môn lịch sử địa lý với cái mã là LSDL là môn dành cho tiểu học, còn môn lịch sử và địa lý với cái mã là khoa học xã hội thì chính là môn khoa học xã hội mà từ trước đến nay chúng ta vẫn hiểu nhé. Thì có hai môn lựa chọn là thứ dân tộc và ngoại ngữ tự chọn, đây thì là điểm màu đỏ ở đây, còn đây là tổng số tiết theo môn học bắt buộc. Chúng ta chia là hai loại nhóm môn bắt buộc này, ở đây lựa chọn nhé, lựa chọn đây. Thì như vậy các bạn thấy là riêng lớp 4 năm là 30 tiết, nhưng mà chỗ này là ở đây chỗ này là không, là trường mình là không đủ cái tiết chọc cờ cho cấp 4, lớp 4 năm năm. Tôi nói rồi đấy, là như vậy là cái đó là cái, tôi nghĩ đó là cái lỗi của cái người làm chương trình không để ý lắm. Đương mà là đúng là chỉ là nên làm cho ra trường là maximum khi thiết kế chỉ là 29 thôi là hợp lý. Luôn có một tiết để chúng ta sinh hoạt dưới cờ toàn trường chọc cờ. Thì như vậy đây không có, nhưng mà các nhà trường cấp 1 có lẽ là phải làm thế nào đó, tôi không rõ lắm, phải làm cái hoặc là phải giảm tiết học đi hoặc như nào đó để hay là có ít ra là có 15 phút thôi để mà nhà trường tập trung. Mà theo biết tôi biết là càng lớp nhỏ thì học sinh nó là sinh nó là càng thích tập trung. Đấy, cho nên là rất là hay, cho nên là bỏ đi thiết kế như này là hơi bị dở. Thôi được, cái này thì nên chúng ta chưa học đến thôi. Chuyện này chúng ta vẫn là chỉ có làm lớp 1 thôi, may lớp 2. Còn đến 2023 mới học đến cái này. Đấy, như vậy là chúng ta chú ý cái phần này nhé. Đó. Như vậy là tôi đã chia rõ ra là tin học và công nghệ là riêng cái này. Công nghệ chúng tôi về là một ở đây, cho nó vì bản thân tôi không phải là chuyên môn về cái môn này để chung, mà nếu nhà trường mà chúng ta tích, chúng ta có thể tách ra làm hai là môn mỹ thuật và âm nhạc riêng. Được chưa? Đó. Bạn Hạnh muốn nói gì nhỉ? Muốn hỏi gì không? Thế này là ở trong các trường ấy thì cái tiết chào cờ ấy, người ta sẽ cái tiết hoạt động trải nghiệm thì người ta chỉ để một tiết chuyên môn thôi, còn một tiết sẽ là sinh hoạt như mình đang làm, và một tiết nữa là chào cờ thì nếu mà mình đang để bắt buộc là hoạt động trải nghiệm hai tiết thì khi mà áp dụng vào nhà trường thì có thể tách thêm ra một tiết thành tiết chào cờ, đúng không ạ? Ok, đồng ý được, tùy nhà trường nhé. Thì nghĩ là sao nó tổng thì cái, nó không muốn là nghĩ em là có nghĩa là trong phần mềm mình sửa được phần đấy đúng không ạ? Sửa được thoải mái. Đây là okay trên màn hình, đây là cái phần cứng thôi, còn chúng ta là về cái phần mềm, mà đây là phần cứng. Vâng. Y nguyên như là chương trình khung, còn từ đây chúng ta sẽ copy sang cái chương trình hiện thời, các bạn sửa thoải mái nhé, không có gì cả. Chúng ta phải để nguyên để chúng ta tham khảo, đây là cái để tham khảo thôi, còn nhà trường để tách nữa thì càng tốt, tách vào đầu trải nghiệm ra làm nửa nữa làm cho chọc cờ thì càng tốt, thì là không sao cả, thì chúng ta vừa vặn luôn. Vừa vặn đây, còn lại vừa vặn đây là 29, đúng không nào? Coi như là đây cho trực tiếp bên sẽ là một thôi, thì vừa vặn nhé. Bây giờ sang cái phân phối tiết chuẩn, thì là cái sách môn học cứng cho môn cho cấp 2 là sẽ khó hơn này. Thì với cấp 2 thì như sau này, môn học vẫn chia làm hai loại là bắt buộc và tự chọn vẫn là hai cái môn là tiếng dân tộc và ngoại ngữ hai đi rồi nhé. Nhưng mà chú ý như sau, chúng ta sẽ có ba cái môn, không phải là hai môn, là ba môn là môn mà tôi gọi là môn tổ hợp, mà chúng tôi đưa vào thành một cái thuộc tính luôn là thuộc tính tổ hợp. Thì nếu không thì là không phải tổ hợp, là môn đơn, còn một là tổ hợp. Tổ hợp cho ba môn là môn khoa học tự nhiên đây, tổ hợp của ba môn con là lý hóa sinh, môn lịch sử địa lý hay là khoa học xã hội là tổ hợp của hai môn sử và địa, và môn nghệ thuật là tổ hợp của hai môn nhạc và mỹ thuật. Các bạn chú ý nhé. Và đây là trường sách cứng đấy, thì chúng tôi đưa vào cả những môn học là môn vật lý đây, vật lý hóa sinh, các môn này là môn nằm trong là bắt buộc nhưng mà không phân bổ ở đây vì nó đã phân bổ vào chỗ này rồi. Đấy, thấy không nào? Môn lý hóa sinh là các môn con đây, các môn con của môn tổ hợp khoa học tự nhiên. Môn lịch sử địa lý ở đây là các môn con của môn mà khoa môn lịch sử và địa lý là khoa học xã hội. Môn âm nhạc mỹ thuật là các môn con của cái môn nghệ thuật.
Đó. Như vậy là từ cái chương trình của bộ cấp 2, chúng tôi đã thiết kế ra một cái chương trình, một cái sách các cái môn học cứng như thế này để nhà trường dùng nó làm dùng nó để mà xét tuyển có biểu. Chúng ta giáo dục hoạt động trải nghiệm ở đây chúng ta giảm xuống còn 2 tiết ở đây. Giảm xuống còn 2 tiết và đẩy một tiết lên môn sinh hoạt. Bạn chú ý nhé, môn sinh hoạt luôn là môn số 1 ở trong nhà trường. Một cái môn nào chúng ta không xóa được. Các môn khác có thể xóa, riêng môn thứ nhất này là không được phép xóa. Chúng ta chú ý. Thì bọn tôi trong trình phần mềm của bọn tôi là quy định là ai dạy sinh hoạt thì tương đương giáo viên đó là giáo viên chủ nhiệm, cho nên là bọn tôi để cứng không cho phép xóa ở đó. Chưa? Như vậy là với cấp 2 các bạn chú ý là đặc biệt là như sau, là nó có những môn là môn tổ hợp. Chúng ta đều phải khai báo hết nhé, chúng ta đều phải khai báo là cái nó là một thuộc tính của môn học. Đấy. Là môn tổ hợp. Ví dụ trường chúng ta là nếu trường chúng ta mà có đủ giáo viên dạy môn này rồi thì thôi chúng ta đặt lại cái môn này là môn bình thường không phải tổ hợp nữa. Thì có một giáo viên dạy là ngon lành. Nhưng nếu trường chúng ta là có 3 giáo viên dạy mà trong thời gian biểu chúng ta làm sao đó chúng ta vẫn phải phân bổ cho 3 người, chúng ta đặt lại là môn tổ hợp lý hóa sinh. Còn cách xếp như nào thì tôi sẽ nói sau nhé. Thì như vậy là trong thời gian chuyển đổi như vậy chúng ta vẫn phải có cái khái niệm là môn tổ hợp. Nên cả sau này nữa thì theo tôi cũng để nguyên như vậy cho nó hợp lý, vì thực chất cái môn khoa học tự nhiên nó là đúng là tổ hợp thật. Đồ của 3 môn chứ nó không nhuần nhuyễn như là môn ở đâu, không nhuần nhuyễn như là tiểu học đâu. Tiểu học thì là cái nó nhuần nhuyễn được là như cái môn khoa học. Thì nó trong môn cái môn khoa học của tiểu học nó không phân biệt đâu là lý, đâu là hóa, đâu là sinh. Nhưng với cấp 2 thì môn học tự nhiên này sẽ là khoa của nó, các bạn thấy rõ là từ bài 1 đến bài 5 là hoàn toàn hóa, từ bài 10 đến bài 15 là hoàn toàn lý. Nó không thể làm nó hòa lẫn, còn nó có hướng nó vẫn tách ra. Cho nên bản chất của 3 môn này vẫn là cái môn tổ hợp thực sự. Thì là môn nghệ thuật. Âm nhạc và mỹ thuật thì làm sao có thể ghép lại một, nó vẫn là hai cái hướng. Lên cấp 3 là tách luôn. Lên cấp 3 là tách luôn nhé. Tách là luôn. Còn ở đây là những môn mà hiện nay trong trường, trong môn, các môn học, các lớp cũ ấy, nó vẫn có môn này. Như vậy là mặc dù ở đây nó không phân bổ ở đây trong trình, nhưng mà đối với các môn học, đối với các lớp là 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9 vẫn là học bình thường, vẫn có phân bổ như bình thường. Như vậy là trong trường cấp 2, chúng ta là phân bổ chúng ta là như sau. Là đối với lớp 6 thì phân bổ giống như này, còn lớp 7, 8, 9 thì phân bổ theo mô hình cũ. Trong phần mềm nó vẫn có như cũ. Đây chỉ là phân phối theo chương trình mới thôi. Và bọn tôi đưa cái này vào phần cứng, tức là chỗ này ông giáo chúng ta chỉ xem được chứ không sửa được. Đây này, các bạn đã xem, đó là cái phần mà chúng tôi đưa vào cái danh sách môn học cứng theo chương trình giáo dục phổ thông mới, và chúng ta có thể mở ra xem thôi, xem để tham khảo hoặc để copy từ đây vào hiện thời, còn chúng ta không sửa được cái này. Để mà các nhà trường dùng cái này để nhà trường chúng ta tạo môn học, tạo mã môn là giống như thế này. À, nói thêm một chút nữa là về cái mã môn thì chúng tôi có đề nghị là các nhà trường nếu mà làm mới hoặc làm cũ được của chúng ta nên đổi lại cái mã môn theo đúng cái này cho nó dễ cái việc mà chúng ta tìm hiểu, cho nó khai thác. Vì là phần mềm chỉ quan tâm đến mã môn, là phần mềm không quan tâm đến tên. À, tên là có thể với tiếng Việt có thể trùng nhau được, nhưng mà mã môn là khác nhau từng môn một. Chúng ta chú ý nhé. Chúng ta chú ý nhé. Đó, thế đó là cái đối với cấp 2. Chúng ta có hiểu không nhỉ? Có ai hỏi gì chỗ này không? Nhé. Năm nay này, bắt đầu học lớp 6 này. Đấy, các bạn chú ý nhé, bắt đầu lớp 6. Thì chúng ta sẽ phải xử lý với cái này theo gì mới đây. Còn 7, 8, 9 thì vẫn như cũ. Thì lớp 6 là có chúng ta có 4 năm để chúng ta chuyển đổi. Nó hơi phức tạp đấy, 6 là phức tạp. Riêng đối với môn công nghệ, nó là 1,5 tiết cho lớp 8, lớp 9. Thì chúng ta bắt buộc phải chia ra, học từ 1 là học 1 tiết, thứ 2 là 2 tiết. Đó. Hoặc thế nào đó thì tùy các bạn, tùy cái này, tùy chúng ta. Hoặc là có thể chúng ta đặt là
tuần chẵn thì làm tuần chẵn tuần lẻ đấy, tuần chẵn thì làm một tiết, tuần lẻ thì hai tiết. Còn việc mà chia chẵn lẻ như nào thì tôi cho nói sau. Năm nay là chúng ta đã hỗ trợ, phần mềm đã hỗ trợ cho cái chuyện là chia chẵn lẻ rồi. Rồi nhé, rồi. Đây, tổng số là 29,5 tiết đây. Như vậy là có một cái khối là có một cái khối một cái học kỳ là 30 tiết. Không hiểu là 30 tiết như vậy thì chọc cờ sẽ làm như nào tôi không rõ nhé. Nhìn mấy cấp 1, cấp 2 vẫn là học một buổi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang phần trung học phổ thông. Đây, trung học phổ thông là như thế này. Đấy, thì cái phần mà bắt buộc đó hay chọn, chúng tôi gọi là cái nhóm môn. Thì chúng tôi ký hiệu như sau. Là nhóm môn 0 là môn bắt buộc. Nhóm 1 là nhóm khoa học xã hội. Nhóm 2 là nhóm khoa học tự nhiên. Nhóm 3 là nhóm công nghệ và nghệ thuật. Nhóm 4 là nhóm chuyên đề. Đó. Còn không là bắt buộc. Còn nhóm ký hiệu là 10 là nhóm được chọn. Và tổng số tiết đây, cấp 3 là vừa vặn luôn, cộng chào cờ là vừa vặn luôn 29 tiết. Thì đó rồi là mỗi lớp sẽ là như sau. Về lý thuyết, lớp sẽ phải học tất cả các môn bắt buộc. Và sẽ phải chọn 5 trong số là 10 cái môn này để từ với các nhóm môn là 1, 2, 3 thì học sinh sẽ chọn 5 trong 10 môn này và phải phủ kín cả 3 nhóm. Không được phép là chọn lệch. Không được phép là chỉ chọn nhóm 1, nhóm 2 hay chỉ chọn 2, 3 mà phải chọn cả 3 nhóm. Rồi, chuyên đề thì mỗi lớp sẽ học 3 chuyên đề. Chuyên đề này sẽ lấy đâu ra? Chuyên đề sẽ lấy từ trong danh sách 42 chuyên đề có sẵn trong phần trong chương trình của bộ và chỉ chọn chuyên đề trong số 10 môn đã học ở đây. Các môn này đều có chuyên đề nhé. Thì chúng ta sẽ chọn. Nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Thực tế các nhà trường sẽ chọn sao? Sẽ chọn cái môn chuyên đề như này. Một là phải chọn đồng chuyên đề nếu có giáo viên dạy. Vì chuyên đề là một phần rất nâng cao. Giáo viên có đủ giáo viên dạy không? Hai phải có sách giáo khoa. Thật thì biết là sách giáo khoa là không đủ đâu. Hiện nay là sách giáo khoa nhà xuất bản Dụng đang làm là rất là khó làm là sách chuyên đề vì không phải giáo viên nào cũng có thể làm sách chuyên đề được, cho nên là hiện nay là theo tôi biết là tổng số theo lịch theo chỉ của bộ là 42 chuyên đề nhưng mà hình như là nhà xuất bản Dụng chỉ viết khoảng 2/3 thôi, 2/3 sách chuyên đề. Nhưng mà không phải của sách chuyên đề nào cũng có thì nhà trường cũng để chọn chuyên đề như sau cho các lớp là gì: một là chọn chuyên đề nếu có sách giáo khoa và hai là chọn chuyên đề nếu có giáo viên dạy. Cái này là tùy nhà trường, cái việc nhà trường chọn chuyên đề này là như nào thì tùy nhé. Nhưng mà trên không biểu chỉ ghi là chuyên đề thôi. Chúng ta có biểu ghi là chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3, lớp nào cũng như vậy. Lớp 10A chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3, lớp 10B chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3, lớp 10E chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3. Nhưng mà lớp 10A chuyên đề 1 là gì? Thì phải ghi thêm bên dưới. Chuyên đề 1 của 10A là tin học 10, chuyên đề 2 là công nghệ 10, chuyên đề 3 là toán 10. Đấy, cái chuyên đề của môn toán 10. Lớp 10B chuyên đề 1 là lý 10, chuyên đề 2 sinh 10, chuyên đề 3 là sử 10. Lớp 10E là học tin học khối D đây. Chuyên đề 1 là sử 10, chuyên đề 2 là ngữ văn 10, chuyên đề 3 là địa 10. Như vậy là trên thì có biểu chỉ ghi là chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3 thôi, còn cụ thể chuyên đề nào thì ghi bên dưới thì có biểu. Không ghi ngay, trên thông biểu không đủ chỗ để mà ghi chuyên đề rất là dài. Đấy. Chỉ ghi là chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3. Còn cụ thể như nào thì chúng ta có hẳn cái màn hình riêng để chọn và trên thông biểu sẽ ghi ở phía bên dưới của từng lớp một. Nhá, chúng ta chú ý nhá. Đó. Thì đây là cái chương trình cho cấp 3. Thì nhắc lại là có 3 cái màn hình phân phối tiêu chuẩn này thì chúng ta có thể mở ra xem bất cứ lúc nào. Mở ra xem để cho chúng ta mở ra xem để chúng ta quan sát, chúng ta theo dõi, chúng ta so sánh những cái hiện thời. Chứ cái bảng này là cái bảng chúng ta không được động vào, không được sửa, không được phép xóa nhé. Rồi thì bây giờ tôi mô tả sang cái mô hình đây. Như vậy là trong phần mềm chúng tôi đã lưu trữ một sách carbon cứng theo chương trình giáo dục mới. Thì đây là sách màu cứng đây. Tất cả môn học cứng chúng ta là có tất cả là 32 môn học cứng. Đấy, các bạn nhìn thấy nhé. Và các bạn thấy là môn học cứng là như sau này.
nó đã mở rộng ra rất nhiều các khái niệm về về thuộc tính. Đây nó có một mã môn này, tên môn này, nhóm môn này, phân bổ này, môn tổ hợp hay là không này, số lượng môn con này, môn con là môn gì này, rồi ngoài ra những thông tin như là màu sắc của môn này, hay là môn tin hay xã hội hay là môn chính hay là môn phụ này đó. Thì danh sách môn học cứng và danh sách môn học hiện thời đều có đủ tất cả các thuộc tính này. Như vậy là cái môn khái niệm môn học trong trong chương trình mới của chúng tôi đã mở rộng cái thuộc tính môn ra, nó có nhiều hơn cái mô hình cũ, nhiều hơn cái bản hiện nay. Và chúng ta sẽ phải, tất cả mọi người sẽ phải nhớ và học và hiểu biết các thuộc tính này. Chúng ta được quyền là được quyền nhập, được quyền sửa. Với sách môn học cứng ý, thì chúng ta chỉ được xem mà chúng ta không sửa. Nhưng với môn học hiện thời đang dùng ý, thì chúng ta tha hồ sửa, tha hồ sửa, không có gì cả. Chúng ta có thể biến những môn tư xã hội, môn khoa học tự nhiên thành môn thành môn không phải là môn tổ hợp cũng được. Chúng ta có thể biến, chúng ta có thể thay đổi tùy ý, không có gì cả. Ví như ngoại ngữ, trong chương trình là môn bình thường, nhưng mà trường chúng ta là ngoại ngữ chỉ làm hai loại, làm có hai mức là ngoại ngữ thường và ngoại ngữ nâng cao. Thì chúng ta có thể đổi ngoại ngữ thành cái môn là môn gì, là môn tổ hợp gồm có hai môn con. Đấy, lấy dụ như vậy nhé. Rồi thì chúng ta chú ý nhé, thì đây là danh sách các môn học và cố định trong phần mềm có biểu. Các bạn thấy nó sẽ có hai, chú ý đặc biệt nhất có hai môn cùng tên là môn lịch sử và địa lý đây, cùng tên đây. Nhưng mà lịch sử địa lý cho tiểu học thì ở đây, lịch sử địa lý cho cấp 2 là mã là khoa học xã hội nhé. Chúng ta chú ý nhé, đây nó được phân bổ vào nhóm như này và có thêm phân bổ đây để làm gì. Phân bổ đây là ba cấp nhé, đây là tiểu học này, đây là cấp 2, này cấp 3 này, đấy là ba số 1 thì số 1 bên phải là 1 thì là phân bổ cho tiểu học, không thì là không phân bổ cho tiểu học, ở giữa là cấp 2, bên trái ngoài cùng là cấp 3. Rồi môn lịch sử địa lý ở đây là chỉ có là gì, phân bổ cho tiểu học thôi, còn lịch sử địa lý dưới này là phân bổ cho trung học đây, còn một số môn như công nghệ tin học phân bổ cho cả 3 lớp đây, môn toán cho cả 3 lớp đây, môn tiếng Việt là cho cấp 1, ngữ văn là cho cấp 2, cấp 3. Môn toán cho cả 3 lớp đây. Đấy, thấy rõ không này? Đấy nhé. Môn khoa học tự nhiên là môn tổ hợp gồm có 3 môn con. Đây, vật lý hóa học và sinh học. Môn lịch sử địa lý và xã hội là môn tổ hợp gồm có 2 môn lịch sử địa lý đây. Còn bên này nữa, môn nghệ thuật là gồm có 2 môn là mỹ thuật và âm nhạc. Đấy. Được chưa? Và đây là một loạt các môn học là vật lý, hóa, sinh, âm nhạc, mỹ thuật đây. Chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3, nhóm 4 là nhóm chuyên đề ở đây. Phân bổ cho cấp 3 đây nhé, cấp 3 đây. Đấy. Bắt đầu trải nghiệm đây nhé, vân vân. Đây là cái danh sách môn học cố định ở trong trường có biểu. Thì hiện nay chúng ta là môn học hiện thời là nó khác cái này. Vì chúng ta có cả môn cũ và môn mới. Nhưng mà sau năm 2025 thì danh sách nhà môn thường của chúng ta vẫn giống là cái này. Bên hai bên nó giống nhau rồi mà, thì chúng ta sẽ chính là cái này luôn. Thì chúng ta vẫn để nguyên ở trong chương trình để chúng ta quan sát theo dõi để mà chúng ta tham khảo, được chưa? Đó, thầy như vậy các bạn thấy nhé. Như vậy là trong phần mềm mà chúng tôi đã lưu hai danh sách môn cứng là luôn đủ 32 môn như này. Còn sách hiện thời thì ít hơn vì là cấp 1 nó khác cấp 2, cấp 3. Thì chúng tôi dựa vào phân bổ này. Thì đối với trường tiểu học thì tất cả các môn học phân bổ cho lớp tiểu học sẽ được đưa hết vào các trường tiểu học. Với cái trường trung học cơ sở thì phần mềm sẽ tự động tạo ra phân bổ từ đây, phân bổ cho trường học, cho trung học cơ sở, đưa hết vào danh sách môn hiện thời. Cấp 3 cũng vậy nhé. Đó, chúng ta chú ý rằng là như vậy thuộc tính của môn học đã được nâng cấp lên rất là nhiều, thay đổi so với bản cũ. Chúng ta cái mã môn của cái môn chúng ta biết rồi, mã môn là cái phần là rất quan trọng. Các môn học không được có cái mã môn là giống nhau. Còn tên môn thì là vô tư, cho phép giống nhau. Đây, nhóm nữa, chúng ta trong sách này có hai môn giống nhau. Về tên học, gặp tên là môn lịch sử địa lý, nhưng mã môn là khác nhau. Lịch sử địa lý cho dành cho tiểu học, mã môn là LSDL. Còn môn lịch sử địa lý cho cấp 2, mã môn là khoa học xã hội. Rồi, nhóm môn thì chia làm nhóm môn bắt buộc là ký hiệu là 0, khoa học xã hội là 1, khoa học tự nhiên là 2, công nghệ và mỹ thuật, nghệ thuật là 3, chuyên đề là 4, chọn kiểu là 10. Phân bổ của môn là cho các lớp nào, là môn tổ hợp hay là môn hay là môn con hay là môn đơn,
tổ hợp thì có bao nhiêu môn con hiện ra ở đây? Môn chính hay là không chính? Đây là mô hình cũ. Mô xã hội tự nhiên xã hội là mô hình cũ đã có rồi. Số phòng học môn, cái này rất quan trọng này. Số phòng học môn là cái gì? Đây là cái mặc định, số này là 150. Còn đây là gì? Đây là cái số mà maximum cho phép xếp trong một tiết trình tự có biểu. Cái này trước rất nhiều lần rồi, tôi nhắc lại một lần nữa, ý nghĩa của này là cái gì? Ý nghĩa của cái này là hạn chế cái số tiết được phần mềm sẽ tự động xếp ấy, cùng lúc, cùng một thời điểm trên không biểu. Lấy ví dụ nhé, trường chúng ta là toàn trường học tin học, nhưng mà chúng ta chỉ có 2 phòng tin thôi. Thế bây giờ chẳng may mà nhà trường xếp cùng một lúc có 3 lớp học tin, mà cả 3 lớp cùng muốn thực hành thì làm thế nào? Thì không thể vào phòng thực hành vì có 3 lớp học mà trường chúng ta chỉ có 2 phòng thực hành thôi. Thì làm như nào? Thì chúng ta đặt kia tham số số học môn của môn tin học là 2. Thì như vậy là cùng một lúc chỉ có 2 lớp học tin học thôi. Thì chúng ta có thể, chúng ta tha hồ cứ lên lớp là chúng ta có thích, chúng ta vào phòng tin học cho thực hành. Nếu phòng kia phòng này bận, chúng ta vào phòng khác. Không sợ là không có phòng tin học. Như vậy. Hay là môn vật lý. Thì chúng ta chỉ có là 4 phòng lát lý thôi. Thì chúng ta đặt cái này là cho môn lý là 4. Thì cùng một lúc chỉ có được phép là 4 tiết học lý trong toàn trường thôi. Đó, vân vân. Thì đó là cái rất quan trọng, cái số này rất quan trọng. Được chưa? Rồi. Thì đây là cái màn hình nhập môn học mới này. Đấy. Thì so với cũ lần là nó khác, thế thay đổi không? Nó khác là như sau. Là nó thêm cái cột là nhóm môn này. Và chúng ta có thể lựa chọn thêm là nó phân bổ này. Chọn môn tổ hợp ở đây này. Bấm đây nó sẽ ra cái màn hình để chúng ta nhập môn con. Còn đây là chọn cái nhóm môn. Hoặc cái này vẫn như cũ này. Chúng ta có thêm một cái nút nữa là nút là cập nhật từ chương trình dùng mới. Nếu bấm nút này thì phần mềm sẽ bổ sung vào danh sách môn học hiện thời ở đây này. Các môn học trong chương trình mới. À, đây chưa có. Nhá. Thì đây là cái màn hình là nhập môn học hiện thời đây. Nhập sửa môn học, chúng ta được quyền xóa, được quyền thêm bớt, thoải mái sửa chữa, thoải mái vô tư nhé. Đấy. Đây là cái màn hình nó hơi khác so với ngày xưa, tôi đưa công dạy cho chúng ta chú ý nhé. Rồi. Và đây là cái quy trình chúng ta sẽ áp dụng cho trình mới là năm nay là năm chúng ta áp dụng cho lớp 2, lớp 6, tháng 5 sẽ là 3, 7, 10. Cho năm nữa là 4, 8, 11. Đến năm 2024, 2025 thì mới là 5, 15, 9, 12. Thì năm 2025, 26 là kết thúc, chúng ta xong. Thì nên là năm nay này. Thì cái môn học hiện thời nó mới giống hệt cái môn học chính thức, môn học cứng. Còn từ nay đến năm 2025 thì nó vẫn là có trong là cái môn học hiện thời, nó khác với môn học cứng, bởi vì là các môn các lớp trong trường là học các môn học khác nhau, theo chương trình khác nhau. Chúng ta chú ý nhá, rất chú ý chuyện này nhá. Rồi, như vậy là chúng ta chú ý nhá. Đối với cách thức mà chung cho thời khóa biểu, dùng cho thời khóa biểu mới này, cấp tiểu học không bị thay đổi mới, không bị thay đổi lắm. Trừ ra cái chuyện là chúng ta sẽ phải phân bổ cái tiết trải nghiệm đó cho chào cờ hoặc là cho sinh hoạt. Còn với cấp 2 thì chú ý đến 2 môn là môn khoa học tự nhiên và môn lịch sử địa lý. 2 môn này là môn tổ hợp, rất là phức tạp. Còn với cấp 3 thì càng chú ý nữa, cấp 3 là cần phân công cho từng lớp một. Đấy, chúng ta chú ý thì đây là những đặc điểm quan trọng nhất cần chú ý khi mà xếp khóa biểu mới nhé. Riêng lớp 6, tôi nói về năm nay lớp 6 chúng ta dùng rồi mà chúng ta chú ý là có như sau nhé. Lớp 6 chúng ta sẽ có 2 cách tiếp cận trong cái môn khoa học tự nhiên và môn lịch sử địa lý nhé. Đây. Tức là nhà trường cách thứ nhất là chúng ta vẫn phân công chuyên môn riêng cho môn lý hóa sinh riêng. Và chúng ta chú ý là chúng ta có 4 tiết thôi, thì chúng ta sẽ lựa chọn như nào đó tùy vào cái trình đào tạo tiểu sách giáo khoa. Như chúng ta phân bổ trong một tuần là ví dụ như là một lý, một hóa và 2 sinh, tôi lấy ví dụ thôi. Đấy. Và khi chúng ta có xếp riêng cho từng môn lý hóa sinh như bình thường. Nhưng mà khi mà xếp xong
chúng ta in ra, thì chúng ta đổi cái tên lý hóa sinh thành tên là khoa học tự nhiên. Thì in ra nó vẫn là khoa học tự nhiên, nhưng mà học sinh hiểu là, nhưng mà là cái tuần này cái tiết một của nó là cái tiết, và thứ hai nó là tiết lý, tiết ba tiết ngày thứ ba nó là toán, tiết ngày thứ năm nó là sinh. Chúng ta lấy ví dụ như vậy thôi. Và có thể chúng ta phân bổ ra là toàn bộ trong hai tuần đầu là học lý hết, ba tuần sau là học hóa hết, thì là tùy sách giáo khoa, nhưng tùy chương trình. Được chưa? Thì phần mềm bản mới nó có tính năng là trong khóa biểu thì vẫn là cái môn lý, nhưng mà khi hiện ra chúng ta có thể đổi tên thành môn học, đổi tên thôi, đổi có tên hiện ra trên màn hình, đổi tên in ra đấy là môn học tự nhiên. Nhưng mà đây là cách cũ nhé, cũ đây là cách cũ, là cách an toàn nhất. Cách thứ hai như sau. Chúng ta sẽ coi là môn khoa học tự nhiên là một môn thôi, một môn như bình thường, và phân công cho một người thôi. Còn hai ông kia là ví dụ, tôi phân công cho cái môn này là cái ông lý chẳng hạn. Sau đó tôi sẽ, khi phân công xong thì tôi sẽ vào chương trình, vào cái giao diện Chemical Loan, tôi sẽ phân bổ lại cho cái lý hóa sinh riêng, cho từng giáo viên riêng. Đó. Thì cái chức năng này chúng ta sẽ phải dùng cái chức năng là Chemical Loan để chúng ta phân bổ lại từ cái dữ liệu theo cái biểu gốc là chỉ có một môn thôi, nhưng khi chúng ta phân bổ ra thì chúng ta phân bổ cho ví dụ cho tuần này là phân bổ cho ông lý, sang tuần sau phân bổ cho ông hóa, sang tuần sau phân bổ cho ông sinh, hoặc là có thể là trong tuần này có 4 tiết thì 2 tiết đầu phân bổ cho ông lý, 2 tiết sau phân bổ cho ông sinh. Đấy nhá, thì đó là cái cách số 2. Cách nào cũng được, tùy chúng ta để chọn, tùy ra là thói quen của chúng ta thôi nhá. Đó, đây là tôi nói riêng cho trung học cơ sở. Còn trung học phổ thông thì như sau, các lớp khác nhau sẽ được phân bổ môn học khác nhau. Phần mềm cho phép phân công theo từng lớp lớp học. Chúng ta sẽ dựa trên cái phân công này và xếp và phân công nhập bảng, phân công giảng dạy và xếp thứ biểu độc lập. Như cấp 3 thì là chưa dùng đến. Cấp 3 là 6 năm rồi. Năm nay thì ta chú ý đến cấp 2 là chính. Năm nay cấp 2 là phần chính. Nhưng mà cấp 3 các bạn cũng nên, ai dạy cấp 3 cũng nên xem trước đi. Để sân năm nó đỡ bỡ ngỡ. Sân năm chúng ta bắt đầu bất bập vào là khó. Vì thay đổi của lớp 10 sân năm là vô cùng lớn luôn. Vô cùng lớn. Thật ra thay đổi của lớp 6 là cũng lớn, nhưng mà không nhiều. Không nhiều như là cấp 3. Cấp 3 thay đổi toàn bộ, thay đổi 100% luôn. Rất là khó nha. Rồi, bây giờ như vậy tôi xong phần đầu tiên của chương của bài hôm nay. Bây giờ phần thứ hai tôi sẽ nói sang cái quy trình 7 bước chúng ta có việc của chúng tôi. Thì quy trình này là vẫn như cũ, không thay đổi gì cả. Chúng ta chỉ khác ở cái bước chuẩn bị thôi. Còn khi bắt đầu quá trình vào làm là nó giống, tôi nói nhanh nhé. Vậy tôi dành cho một tiếng đồng hồ để nói phần này. Thì cái quy trình 7 bước này là như sau. Như sau nhé. Bước 1 là chúng ta khởi tạo và nhập dữ liệu mới cho trường có biểu. Thì bước 1 chỉ dành cho các trường nào mà mua về lần đầu tiên thôi. Còn từ lần thứ 2 thì chúng ta không cần bỏ qua bước 1. Bước 1 là như sau, là chúng ta khởi tạo một tệp trường có biểu có đuôi là STKB và nhập dữ liệu gốc, nhập danh sách môn học, danh sách giáo viên, danh sách nhà, lớp học. Đó là cái phần mà nhập cái dữ liệu gốc. Thì cái bước 1 này chỉ làm một lần thôi và dùng mãi mãi. Lại nhất làm một lần, chúng ta không phải dùng lại. Chúng ta không phải làm lại cái bước 1 này cho năm nhé. Chúng ta mua mới về, chúng ta tạo ra một cái file STKB và dùng nó. Sau năm chúng ta vẫn dùng lại cái file đó. Nó lại như chúng ta dùng một file, cái file này chúng ta dùng mãi mãi, không bao giờ bỏ đi cả. Từ sáng năm chúng ta sẽ bỏ qua bước 1, làm thẳng sang bước 2. Đấy. Bước 2 là bước là nhập thuộc tính sư phạm môn học và nhập ràng buộc của giáo viên. Thì thực ra bước 2 này cũng gần như là một lần thôi. Cái thuộc tính của môn học này chỉ có một lần thôi, chúng ta dùng nhập một lần là xong. Còn cái ràng buộc giáo viên này cũng không thay đổi, chúng ta nhập một lần thôi. Chỉ khi mà mỗi năm chúng ta sửa lại một chút ràng buộc giáo viên thôi. Không cần, các bạn chú ý là không cần nhập nhiều nhé, không nhập nhiều là nó khó xếp lắm, nhập ít thôi, nhập cho một vài người quan trọng thôi nhé. Tiếp theo là bước 3 là bước là nhập cái phân công chuyên môn cho các biểu. Nôm na là nhập rõ ràng là nhập mà cái lớp này, cái môn này là ai dạy mà trong một tuần là bao nhiêu tiết,
Như vậy cái bước 3 này là phải tổ hợp của chuyện là chúng ta phải có đủ các lớp học này, có đủ giáo viên này, có đủ môn học này. Đó. Và chúng ta có cái bảng để chúng ta theo dõi cái phân bổ đó để ta nhập cho chính xác. Và chú ý là nhập vào phòng chuyên môn thì chúng ta nhập riêng, sáng riêng và chiều riêng. Nhập sáng riêng và chiều riêng. Trong chương trình của bộ nó ghi rõ là học một buổi, chứ chúng ta chú ý học. Chúng ta có thể phân bổ ra học ít sáng ít chiều. Thì chúng ta phải phân bổ trước đi. Là chia như nào? Chúng ta nhập riêng cho sáng riêng và chiều riêng. Được rồi. Bước 3 này là bước là mất nhiều thời gian nhất. Nhưng mà cẩn thận nhất vì chúng ta nhập sai. Chúng ta nhập sai phân công rồi. Thì khi xếp xong rồi là thấy sai chúng ta phải làm lại từ đầu đó nhé. Chúng ta chú ý. Chúng ta chú ý là phải nhập vào chính xác hoàn toàn cái bước 3 này. Chỉ sai một chỗ thôi là phải làm lại từ đầu đấy. Ví dụ ta nhớ là lớp 7A cái môn sinh, cái môn môn toán là cô Bình dạy lại xếp lại phân công nhầm là cô An dạy. Xếp xong rồi thì mới tá hỏa ra là nhầm lẫn. Thì chết, chúng ta sẽ phải đập đi và làm lại từ đầu. Chúng ta chú ý nhé, đừng là cho đến cái bước 3 là phải rất quan trọng là không được sai. Không được sai một tí nào luôn. Đấy. Chú ý. Về nguyên lý thì sau bước 3 chúng ta sẽ chuyển sang bước 4 là cái bước là chuẩn bị xếp phân biểu. Bước này là bước rất quan trọng. Mà cái bước 4 là bước là các nhà trường là hay sai nhất chỗ này. Vì không hiểu rõ cái bài toán phân biểu cho nên hay làm nhầm bước số 4. Bước số 4 làm như sau. Bước số 4 là bước là một là xếp tiết chào cờ. Hai là xếp tiết không học. Ba là xếp tiết sinh hoạt. Và bốn là xếp tiết cho giáo viên chủ nhiệm. Đó là bốn bước đó chúng ta có thể. Nhưng mà bước 1, 2, 3 là bắt buộc. Bước chào cờ là bắt buộc. Bước xếp tiết không học là bắt buộc. Và bước xếp tiết sinh hoạt là bắt buộc. Được rồi. Khi bước 4 xong rồi, chúng ta sang bước 5. Chúng ta bấm nút là máy tự động xếp trong phòng biểu. Nếu mà chúng ta làm sai ở bước 4 và bước 3 thì đến bước 5 phần mềm sẽ báo ngay là lỗi, là do cái này lỗi, là do báo ngay lỗi là vì sao nó lỗi. Ví dụ trong một lớp chúng ta phân công nhầm thành một lớp nó có là một tuần có 31 tiết, như vậy là máy báo lỗi ngay vì làm gì làm sao mà 31 tiết lại xếp tròn trong 30 tiết được trong một tuần lễ, cho nên là máy báo lỗi ngay. Ví dụ lấy như vậy. Rồi, sang đến bước 5 xong rồi thì về nguyên tắc chúng ta xếp xong trong trong phân biểu rồi thì chúng ta có thể in ra để cho các nhà trường dùng, cho học sinh dùng. Nhưng mà thực tế chúng ta sẽ phải chỉnh sửa rất là nhiều lần, chỉnh sửa vì rất nhiều giáo viên kêu là khó này, hay giáo viên kêu là xấu này. Rồi chúng ta có những dị biệt nữa, chúng ta cần phải thay đổi nữa thì chúng ta sẽ sang bước 6 là bước là quan sát tinh chỉnh dữ liệu của biểu bằng các thuật toán tối ưu trong nhà trường. Thì bước 6 chúng ta làm rất nhiều lần rồi nhưng mà tôi nói thêm ở bước 6 thì chúng tôi sẽ năm nay tôi bổ sung thêm cái lệnh là PKB clone view là cái lệnh là quan sát và tinh chỉnh các bản sao của biểu. Thì cái chức năng là sửa chữa bản sao đó cũng nằm trong cái bước 6 này. Nên tôi sẽ nói là cái chức năng mới của bản 2.0. Thì xong bản 6 chúng ta sẽ sang bước 7 là in ra. Thì cách in ra theo tôi cách tối ưu nhất là chúng ta chuyển dữ liệu sang cái file Excel. Trong từ Excel chúng ta có thể căn chỉnh lại chúng ta in ra. Sau thì đây là 7 bước thì bây giờ tôi sẽ không nói không đi vào chuyên sâu nữa, tôi bảo tôi demo luôn vào chương trình luôn cho nó nhanh mà chúng ta quan sát nhé. Đây bây giờ tôi đây là cái bản 2.0 này, bản cũ là bản này nhé, bản 2.0 là bản này thì tôi cài vào nó sẽ như thế này. Để chúng ta bật cái này lên này. Đó, thì đây là bản 2.0 nhé, bản mới tinh đây. Bây giờ tôi sẽ không nhìn thấy cái màn hình đấy đâu ạ. Sẽ không có màn hình à? Xin lỗi. Nhìn rõ chưa? Chưa thôi. Dạ còn. Rồi. Dạ rồi ạ. Rồi thì ạ. Rồi. Tôi chưa chuyển cái màn hình. Tôi chưa chuyển trên màn hình từ PowerPoint sang đây. Nhớ, đây chính là cái màn hình cái phần mềm thì có biểu mới tích của chúng ta. Chúng ta bật lên như thế này. Rồi, bây giờ tôi bắt đầu tôi mô tả nhé. Tôi sẽ mô tả lần lượt cả 7 bước cho chúng ta xem nhé. Tôi vì chúng ta có đúng một tiếng đồng hồ để tôi làm thôi. Cho nên tôi làm rất nhanh để cho chúng ta quan sát. Bây giờ tôi sẽ làm đầu tiên cho là một thao tác chúng ta khởi tạo thì có biểu mới tinh thì như thế nào. Tôi sẽ làm luôn cho cả ba khối lớp luôn là khối tiểu học, cho cơ sở và cho phổ thông một lượt. Sau đó tôi sẽ làm sang các bước khác tiếp theo. Đây. Ta bấm đây thì chúng ta thoát ra. Nhé.
Thì đây là những cái lệnh của nó đây, lệnh các cái từ đơn như thế này. Đấy, như thế này nhé, mà chúng ta quan sát nhé. Thì ở đây chúng ta có lệnh lệnh tạo mới này. Đó, tạo mới một file này. Tạo rồi chúng ta có lệnh mở tệp này. Đấy, mở tệp có sẵn này. Chúng ta chú ý nhé. Đấy. Thì đây. Bây giờ tạo mới nhé. Là bấm tạo mới này. Rồi. Thì tạo mới là như sau. Thì chúng ta sẽ đây. Bây giờ tôi thử gọi xem một lượt cái tạo mới của ba khối như thế nào để chúng ta quan sát. Đầu tiên là khối tiểu học này. Tôi tạo thầy tạo tên cho trường chúng ta là trường rồi, như là mã nhé. Mã trường là hiểu đây là cái mã trường chính là cái tên là cái tên file ấy, tên file TKB. Tôi đặt tên là Chu Lan 1 là trường cấp 1 nhé. À, đây tôi ghi tên, tôi ghi đây là trường, ghi là trường lên sao trường tiểu học. Chu Văn An nhé. Chu Văn An rồi. Ở đây chúng ta ghi nhập tên thành phố ở đây nhé. Ở đây là phần mềm tự động nhập cái niên khóa. Đấy. Chúng ta sang bước số 2 là bước chúng ta sẽ chọn cái thư mục tên file này. Mặc định phần mềm sẽ là dùng cái mã của thư có biểu cộng thêm vào cái phần đuôi như là STKB. Phần này là tôi sẽ chọn cái thư mục để lưu trữ cái file. Rất quan trọng cái lưu trữ file nhé. Vì nhắc lại chúng ta chỉ nhập có một lần thôi. Tạo một lần thôi, cho nên chúng ta chú ý là cái tên cái file chúng ta đặt ở chỗ rất cũng rất là quan trọng và chúng ta không phải quên. Thì tôi để sẵn đây là một chỗ tập huấn đây rồi để tôi lưu thôi. Đâu rồi? Để ở đâu đi? Tập huấn nhiều quá đây, tập huấn này. Tập huấn nhé, data để tiện. Đó. Như vậy là tạo ra một tập mới này, bấm vào tiếp tục này. Chọn này, đây chúng ta chọn ba cấp hoặc là có thể là liên cấp ở đây. Phần mềm sẽ tự động, phần mềm sẽ ghi tạo mới, phần mềm sẽ tự động lấy dữ liệu từ cái tệp mà danh sách môn học gốc, môn học cứng đưa vào đây. Chọn tiểu học nhé. Sau tiếp tục phần mềm sẽ tự động chọn đây là chính các môn ở trong cái phần cứng đây. Chúng ta bấm kết thúc. Chúng ta có thể lọc thêm nhé. Môn học phụ đây là hiểu là cái môn tự chọn chúng ta bỏ qua nhé. Đây. Kết thúc. Vậy là xong. Tạo xong một cái tạo xong cái đây, cái tên file ra đây này, Chu Văn An 1 STKB ở đây này. Đấy, thấy không nào? Nhé. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào nhanh cho chúng ta xem nhé. Đây, chúng ta phần dữ liệu. Đây chúng ta có chuyện là nhập môn học này, đúng không? Nhập giáo viên này, nhập lớp này. Đó, chúng ta làm thử nhé, và nhập môn học này. Đấy. Thì đây là chính là cái môn học mà mặc định mà phần mềm đã có đã làm sẵn từ cái chương trình giáo dục phổ thông mới, cho nên nó chuẩn rồi nhé. Đây chúng ta có thể bấm vào đây và chúng ta sẽ lựa chọn này. Đấy, chọn môn là chọn phân bổ này, môn chính hay là phụ này, môn xã hội hay là môn tự nhiên này, rồi bấm đây chọn môn tổ hợp này. Đó, chọn tổ hợp nhé, môn tổ hợp ở đây này. Rồi là chọn nhóm môn này. Đấy, chúng ta có lựa chọn môn khoa học xã hội, môn khoa học tự nhiên, môn công nghệ và mỹ thuật, môn chuyên đề và môn tự chọn. Nhưng đối với cấp một thì không có gì cả, chúng ta để nguyên thôi. Đây cho họ vào môn đây. Tôi lấy ví dụ là môn tin học, chúng ta chỉ có hai phòng thôi, chúng ta để là hai thôi, chọn là hai và bấm nút cập nhật. Như vậy là môn tin học là có hai cái phòng học môn thôi. Lấy ví dụ như vậy. Được chưa? Xong rồi chúng ta bấm nút là chúng ta có thể thêm bớt hoặc là xóa. Thêm bớt nhất, tôi thêm cái môn là môn ngoại ngữ 2 chẳng hạn nhé. Ngoại ngữ 2 cho bông tên nào đó nhé. Đấy, ví dụ ngoại ngữ 2, bấm thêm vào đây. Đấy, ngoại ngữ 2 này. Rồi thêm bớt lại xóa này. Xóa nhé. Xóa. Đó. Như vậy nó khác cái bài này, nó khác trước. Là nó thêm cái chỗ là phân bổ này. Thêm một chỗ là môn tổ hợp này, rồi thêm một chỗ gia nhập những cái nhóm môn so với bản cũ là nó khác. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái chỗ nhập mà lớp học thì giống ngày xưa, không thay đổi tí nào. Lớp học đây chúng ta có thể nhập ví dụ như là 1A 1B, nhập 1C như thế này. Đấy, thì là
đưa vào khối 1 đây. Chọn nó là học vào sáng hay chiều hay là cả ngày, học cả ngày đi. Cả ngày. Đúng thêm nó sẽ đưa vào cả hai danh sách sáng và chiều đây. Chúng ta có thể chọn các bổ sung các lớp khác. Thì cái màn hình mà chọn lớp giống hệt như cũ, không thay đổi gì cả so với bản cũ. Chúng ta vào chỗ nhập giáo viên y như cũ cũng không thay đổi. Chúng ta chọn là Hà, Enter này, Bình. Nó có nhanh như vậy có đầy đủ nhé. Có đầy đủ như là Nguyễn này. Nguyễn này. Việt này. Anh này. Phần mềm tự động chọn cái mã là tên của giáo viên. Chúng ta có thể ở đây là anh này là anh V, là anh dạy tiếng Việt. Thêm vào đây. Hòa. An. Bộ tư. Đó. Đó là nhập giáo viên nhé. Đó. Sau đó chúng ta sẽ nhập phần tiếp theo là nhập nhóm giáo viên. Phần này cũng là phần ban đầu. Giáo viên đây. Thì chúng ta nhập nhóm giáo viên là nhóm văn nhé. Nhóm toán. Lấy gì như vậy? Nhóm toán. Đây đúng cấp 2, cấp 1 thì không hay lắm. Thì mua cho bạn xem nhóm toán nhé. Chúng ta bấm nút văn này và chọn, ví dụ chọn là Hà dạy văn này, Việt Anh dạy văn này và An dạy văn. Thì chúng ta chọn là dạy đây, dạy tiếng Việt là 1 này và sư phạm là 2. Sư phạm là bắt buộc phải chọn nhé, vì là để hiện ra cái lúc mà nhập trung chuyên môn ấy thì là mọi giáo viên đều phải là chủ nhiệm cả. Chọn là 2 môn đây. Được nhé. Rồi bấm nút là cập nhật. Tôi chọn môn toán nhé. Toán là Bình toán này, Hòa toán này, An toán. Giáo viên có thể nằm trong cả hai nhóm nhé. Dạy toán và sinh hoạt và toán đây. Bấm cập nhật. Đó. Được chưa? Đấy, nhưng mà tôi vừa mới mô tả nhanh cái thao tác là tạo nhanh một cái lớp mà một cái trường tiểu học. Bây giờ tôi đóng lại và tôi tạo nhanh một cái ghi lại nhé. Tạo nhanh cái đóng tệp này và tạo mới một cái lớp khối trung học cơ sở nhé. Cho nên là Chu Văn An 2 nhé. 2 này. Đặt tên là trường trung học cơ sở Chu Văn An nhé. Chọn thành phố là Hồ Chí Minh nhé. Bấm nút tiếp tục. Sau bước này tôi vẫn chọn cái thư mục. Đúng rồi, tôi vẫn chọn đúng thư mục của tôi nhé. Bấm tiếp tục. Ở đây tôi chọn là trung học cơ sở. Đó. Tiếp tục. Ở đây tôi bấm tiếp tục. Đấy. Chúng ta quan sát nhé. Tiếp tục mở ra đây là tiếp tạo ra và mở luôn này. Trung học cơ sở 2 này. Đấy. Sấm STKB này. Đấy. Nằm ở cái thư mục mà tôi đã tạo ra ở đây. Nằm ở cái thư mục này này. Nằm ở cái thư mục data này. Đây. Trung học cơ sở 2 này. Đấy. Trung học cơ sở 1 này. Vừa mới tạo ra đây này. Nhé. Đó. Rồi. Bây giờ tôi vào cái lệnh là đây. Vào cái lệnh là nhập môn học. Đấy, thấy không nào? Nó có tạo phân chưa? Các bạn thấy không nào, là đây nhá, đây nó có cái môn là môn học tự nhiên. Đấy, nó là tổ hợp rồi này. Bây giờ tôi bấm xóa này. Bấm lại này. Đấy. Tôi chọn là môn 1 là lý, môn 2 là hóa, môn 3 là sinh. Đấy, thấy không nào? Là môn lịch sử địa lý đây. Tổ hợp của nó là sử địa. Sử địa nằm trên đây là môn sử thì môn địa này, sử địa đây này. Đấy, sử địa ở đây nhé. Đấy thì là phần mềm sẽ tự động tạo ra cái sách này, là đây là sách văn học hiện thời nhé. Phần mềm tự động lấy ra từ cái chương trình, từ cái sách gốc đưa nó vào đây. Đưa nó vào đây. Được chưa? Còn đây vẫn là cái em nhập giáo viên vẫn là như cũ đây. Đó, nhập là Hà này, Enter này, Bình này, An này, Hoa này, Enter nhé. Rồi tôi có thể nhập lớp học rất đơn giản, nhập lớp học nhé. Lớp học là như vậy này. 6A này, 6B này, 6C này. Tôi muốn sắp xong lớp này học buổi sáng nhé. Em này, xong lớp 7 này, 7A này, 7B này, 7C. Sửa cho lớp này học buổi chiều nhé. Chọn buổi chiều này.
buổi chiều này, em này. Đấy, như vậy là lớp 6A sang lớp B, B buổi chiều đây. Đó. Được chưa? Đó thì cách chúng ta tạo thế. Chúng ta chú ý nhá. Ở đây đây chúng ta chú ý đây. Ở trong thực đơn lệnh chính chúng ta luôn xem được đây. Chúng ta luôn xem được số tiết chuẩn của tiểu học trong trình chính ở trong cái theo chỉ của bộ. Đây là xem các số tiết chuẩn được phân bổ của bộ và chính là xem cái danh sách môn học cứng, môn học cố định. Đây tôi muốn xem các số chuẩn của tiểu học đây. Thì đây là cái số chuẩn tiểu học, đây là cái môn học trong danh sách môn học cứng mà chúng ta chỉ quan sát chúng ta không sửa được, chú ý nhé. Còn đây không phải là danh sách môn học hiện thời. Sách môn học hiện thời là ở đây. Đây cho các bạn xem. Sách môn học hiện thời là ở đây nhé. Đây này. Sách môn học hiện thời là đây. Chúng ta vào dữ liệu, nhập môn học. Đây là hiện thời này. Đây tôi có thêm này. Tôi thêm nhé. À, tôi thêm này. Tôi thêm là cái môn mà như là môn là ngoại ngữ 2 chẳng hạn. Đúng không? Ngoại ngữ 2. Thêm vào là môn xã hội. Tôi muốn thêm. Đấy, nhưng đây là ngoại ngữ 2. Bây giờ tôi thêm bất kỳ môn học khác được nhé. Thì đây là sách môn học hiện thời trong thầy có biểu mà chúng ta dùng nó để xếp thầy có biểu nhé. Còn ở đây lệnh chính thì đây là xem tiết chuẩn thôi, xem cái phần sách cứng, trong sách cứng của trong phần mềm mà chúng ta quan chỉ quan sát chúng ta không sửa được. Đây là phân bổ, chúng ta dùng nó chúng ta quan sát để chúng ta so sánh và chúng ta tham khảo. Đây là danh sách xem tiết chuẩn của trung học cơ sở nằm ở đây. Đấy, cơ sở đây. Thấy không nào? Sinh hoạt đây nhé, đủ nhé. Đấy. Còn đây là xem tiết chuẩn trung học phổ thông nằm ở đây nhé. Đó. Còn đây là chúng ta xem luôn cả chuyên đề luôn. Chúng ta xem đây đủ là 42 cái chuyên đề đây nằm ở đây. Đây là theo cái khung trình khung của bộ thì văn có 3 lớp văn có 3 chuyên đề. Đây chuyên đề ngữ văn 10 và 12 đây. Và mỗi chủ đề như vậy nó có 3 chủ đề con. Mà nó gọi là 11, 12, 13 đây. Chủ đề 1 là tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học dân gian. Đấy. Thì các sách giáo khoa của bộ không phải biết đủ theo này đâu. Vì có một số cái phần này cũng số rất khó, giáo viên nó cũng họ không làm vì nó quá sức của nhà xuất bản mà không làm. Lấy ví dụ như là môn tin học là môn của tôi nhé, môn tin học. Môn tin học thậm chí là có 6 chuyên đề. Vì lớp tin học của lớp 10 là có hai định hướng là hướng học máy tính gọi là CS và hướng là ứng dụng tin học gọi là ICT. Thì như vậy lớp 10 có 2 chuyên đề là chuyên đề tin học 10 CS và chuyên đề tin học 10 ICT. Thấy không nào? Ví dụ chuyên đề tin học 10 CS gồm có 3 chủ đề con là thực hành các bộ phận của robot giáo dục. Và phần thứ hai là kết nối robot giáo dục với máy tính, phần thứ ba là lập trình điều khiển robot giáo dục. Đó. Còn chuyên đề tin học ứng dụng đây, ứng dụng ICT đây thì chủ đề 1 của nó là thực hành làm việc với các tiệm văn bản, 2 là thực hành làm việc với các phần mềm trình chiếu và 3 là làm thực hành với phần mềm bảng tính. Đó. Thì các bạn thấy cũng là như vậy là mỗi một cái môn cấp 3 sẽ phải chọn là 3 chuyên đề nằm trong cái danh sách này. Được chưa? Các bạn thấy như vậy là trong máy tính đã đủ hết, nhập đầy đủ toàn bộ 42 chuyên đề mà trong chỉ khung của bộ. Nhắc lại một nữa là nhà xuất bản không đủ sức để viết toàn bộ cái này. Cho nên chúng ta khi mà chọn lớp 10 chúng ta chỉ chọn cái môn nào mà có chuyên đề, có sách giáo khoa thì mới chọn. Mà không có chúng ta biết là mới dạy đâu mà dạy, rất là khó dạy. Chúng ta sẽ không đủ trình độ có thể nhìn vào chương trình để mà dạy đâu. Cái này tương đối khó, chúng ta phải có sách giáo khoa dạy thì mới được nhé. Riêng cái môn phần tin học là phần mà chúng tôi có tham gia thì nhà xuất bản dùng là viết đủ hết tất cả các chuyên đề này. Có 2 chuyên đề là biết đủ. Rồi. Bây giờ tôi sẽ đóng lại và tôi demo sang cho cái cấp 3 nhé. Đây. Cấp 3 chúng ta đóng tệp và tạo mới một trường cấp 3 đi. Đặt tên là Chu Văn An 3. Đặt tên của nó là Trung học Phổ thông Chu Văn An. Chu Văn An. Chưa? Đấy. Chọn là Hà Nội đây. Tiếp tục. Hôm nay nhé. Tiếp tục.
chọn chuẩn phổ thông đây, tiếp tục đây. Kết thúc thì chúng ta quan sát này, môn học này, đây là có đủ phân biệt để phân tập hơn nhé. Đây là quả chuyên đề này, chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3 này đây. Và nó có đủ ba cái khối đây, khối học xã hội khoa học tự nhiên và khối công nghệ và kỹ thuật đây. Đấy. Chú ý nhé, là đối với chúng ta có thể tạo thêm, ví dụ tôi tạo thêm là Pháp, học tiếng Pháp chẳng hạn, tôi có cái môn là môn Pháp văn chẳng hạn, thì ở trường tôi Pháp văn tôi thêm vào đây, bây giờ thêm môn nhé, chúng ta có thể xóa đi, trường chúng ta không học môn địa phương, chúng ta có thể bỏ đi xóa đi, địa phương chúng ta xóa, tôi lấy ví dụ thôi, xóa, tùy chúng ta, đây là cái môn học mà đây là cái môn gọi là môn chính trong chương trình. Chúng ta dùng cái môn này để chúng ta xét tuyển qua biểu. Được chưa? Rồi, đóng lại nhé. Rồi. Và cũng như chúng ta có thể xem được bảng chuyên đề, xem được cái số tiết chuẩn cho trung học, tiểu học, trung học phổ thông và trung học phổ thông đây. Xem lại cái số tiết chuẩn và xem lại cái bảng chuyên đề đây. Đủ hết nhé. Rồi. Đấy, thì như vậy là tôi vừa nói nhanh cái thao tác là khởi tạo. Bây giờ tôi nói sang cái em, bây tôi quay lại cái này, tôi mở lại cái điểm tiệp cấp 2 của chúng ta nhé. Đóng tiệp này. Bây giờ tôi mở lại cái em, cho chúng ta lúc nãy, tôi làm ở đâu, tôi xem. Tôi mở chú văn 2 nhé. Đây, chú văn 2, ăn 2 đây. Môn học đây đúng không? Bây giờ tôi thử trang giáo viên nào. Tôi đặt thêm cho nó vui tí nhé. Bình An Hoa Quang, cho nó nhanh nhé. Là Vinh, tên là chúng ta có hai người, một người tên là Vinh 1, vẫn tên là Vinh, nhưng mà người thứ hai là gọi là Vinh 2, mã là khác nhau là Vinh 1, Vinh 2 là mã nhé. Đấy. Rồi là Hương đi. Một người tên là Hương Văn này, và một người cũng tên là Hương nhưng một người tên là Hương Toán này. Mã khác nhau nhé, tên thì giống nhau nhưng mà là mã khác nhau, chúng ta chú ý cái tên có thể trùng nhau được, tao gõ đầy đủ tên nhưng mà mã là khác nhau. Đấy, ví dụ như vậy nhé, chúng ta đóng này. Bây giờ chúng ta sẽ nạp nhập cái nhóm giáo viên rất quan trọng, nhóm giáo viên nhé. Đây tôi tạo ra giáo viên cấp 2 và giáo viên Toán này, giáo viên văn này, chưa, tôi tạo thời chọn hai môn nhé. Giáo viên toán này, bấm lên này, rồi chọn toán này, Hà này, Hoa này, Hương T này, rồi là Vinh 1 này, bốn người, cập nhật, sau chọn môn văn là Bình Văn này, Quang Văn này, Vinh 2 này và Hương V này, à quên mất, chưa. Chọn rồi, tôi phải chọn đây, chọn là môn văn, ngữ văn và sinh hoạt. Với mình chưa làm nhé, bấm cập nhật. Với lại toán này, toán nhé, chọn toán và sinh hoạt. Đó, chú ý nhé, cập nhật. Rồi, cái này để làm gì? Vì thực tế chúng ta sẽ xếp, khi xếp công chuyên môn, chúng ta sẽ xếp theo từng nhóm môn, từng nhóm, chứ không xếp chung toàn trường nữa. Toàn trường nó to lắm, chúng ta xếp nhìn vào nó hoa mắt. Thông thường là xếp cho từng nhóm môn một. Tôi xếp cho giáo viên toán trước. Cho môn toán trước, tôi xếp cho giáo viên là dạy văn trước, xong rồi dạy chuyên môn, xếp cho chuyên môn cho giáo viên tổ một, tổ toán trước, tổ văn, tổ lý, tổ hóa, tổ sinh vân vân nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ nhập thêm lớp, thấy chưa, có lớp như nào đúng không? Ở đây rồi, lớp đây rồi. Được rồi, bây giờ tôi đóng lại này và tôi sẽ đây, bây giờ chúng ta chú ý là chúng ta vào cái chỗ là phân công, chúng ta vào hệ thống và vào cái chỗ vào dữ liệu và cái chỗ là thuộc tính số tiêu chuẩn đây. Đây là số chuẩn mà trong phần mềm nó có sẵn rồi. Đó. Thì chúng ta sẽ lựa chọn là cái bảng này nó sẽ cập nhật từ cái bảng cũ lên, nhưng mà nếu mà chúng ta mà là bảng cũ nó khác so với chương trình mới, chúng ta có thể bấm nút này. Nó sẽ cập nhật lại từ chương trình mới đấy. Cứ cập nhật vào đây cho nó đúng. Hoặc chúng ta có thể sửa lại tùy chúng ta nhé, chúng ta có thể sửa lại cái bảng này, bấm đây sửa vậy cứ đổi đủ sáng chiều chúng ta cố ở đây nhé. Đó rồi, cái bảng này là bảng không quan trọng, cái bảng này là bảng gì, điểm gì để mà khi chúng ta nhập công chuyên môn ấy là chúng ta sẽ nhập bằng phần mềm xin mặc định theo cái này, nhưng mà chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể sửa được, các bạn có thể sửa được. Rồi bây giờ tôi bắt đầu nhập này,
Tôi nhập sang cái bước số 2 là cái bước chúng ta nhập cái thuộc tính của môn học chúng ta vào đây. Đó. Thì phần mềm của chúng ta là cho phép là có 17 thuộc tính cơ. Nhưng mà thực tế các bạn chỉ dùng hai thuộc tính là chính thôi. Một thuộc tính là không có cấu trúc xếp liền. Cái đây này dành cho môn văn môn toán là chính. Và hai là chúng ta chọn cái thuộc tính số 3 là hay dùng nhất là chỉ học một tiết trong một ngày, tức là trong một buổi học đấy, lên trong một buổi. Tôi nhập thử nhé. Tôi nhập mà thuộc tính cho cấu trúc xếp liền, tôi sẽ nhập cho môn văn môn toán và cho toàn trường, đúng vào đây. Rồi, chọn môn ngữ văn nhé. Và ở đây tôi chọn cái buổi học và toàn trường cho cả ngày, bấm vào nút bổ sung và tôi chọn là toàn trường. Như vậy là toàn trường cả sáng cả chiều luôn, đúng kết thúc. Như vậy là môn ngữ văn đã được xếp, được đặt cái thuộc tính môn học là có một cái tên xếp liền. Chọn toán nhé. Đấy, bấm nút bổ sung, chọn toàn trường, kết thúc. Đó, như vậy là đây là toàn trường cho hai môn này. Đọc xong rồi bấm nút thoát ra, bấm nút kết thúc ở đây nhé. Như tôi làm trong cái thuộc tính thứ ba này là thuộc tính mà thông thường là các tất cả các tiết còn lại nhé. Chọn này, ngoại ngữ này, được rất nhanh, rất nhanh. Ngoại ngữ này gồm có này, bấm vào đây này, chọn toàn trường này, ok. Cái này là ít không, còn lịch sử vân vân, lý này, bấm nút bổ sung này, toàn trường này, kết thúc này, môn khoa học tự nhiên này, rất nhanh, làm rất nhanh. Môn công nghệ này, một tiết thôi thì không cần này. Môn nghệ thuật, lịch sử địa lý, khái cái nhất tôi làm lịch sử bổ sung này, toàn trường này, kết thúc này, địa lý này bổ sung này, toàn trường này, kết thúc này, môn vật lý này bổ sung này, toàn trường kết thúc này, môn hóa này bổ sung. Hiện nay là các trường cấp 2 thì là môn lý hóa sinh là vẫn học lẫn lộn nhá, vẫn học cho tất cả các lớp. Đấy, môn học cái này thì không có gì cả đấy. Nhanh thế, như vậy tôi làm, như vậy làm xong cho toàn trường luôn, đọc rất nhanh. Bây giờ tôi sang cái phần tiếp theo là nhập cái thuộc tính cho giáo viên. Thì gồm có hai lệnh là yêu cầu nhóm giáo viên và yêu cầu từng giáo viên. Yêu cầu nhóm thì chúng ta sẽ nên là chỉ nhập để có hai nhóm thôi. Nhập cái thuộc tính là cái ràng buộc họp thôi. Ví dụ tôi muốn là nhóm toán sẽ là buổi sáng, toàn tất cả nhóm toán sẽ họp vào thứ năm từ lúc ở đây. Và tôi chọn là học đây. Đây là cái bài của tôi nó bị nhanh quá. Học nhé, trong môn toán nhé. Sau đó tôi chuyển sang môn môn văn. Văn này vừa học toàn trường và học toàn bộ môn văn và sáng thứ bảy. Như vậy là môn toán là học tiết một ngày thứ năm, và cái giáo viên văn thì họp vào tiết một ngày thứ bảy, ví dụ thế nhé. Còn đây chúng ta có thể nhập thêm khác nữa, nhưng mà thôi tôi bỏ qua cái này. Bây giờ từng giáo viên một, chúng ta vào đây và chúng ta nhập từng giáo viên một. Đây, giáo viên một, đây giáo viên từng người một, vào đây nhập nhé. Chúng ta ví dụ là chúng ta muốn là cho cái, tôi lấy ví dụ nhé, cho cái giáo viên tên là Hoa nhé. Giáo viên Hoa năm nay là yếu này, là tức là có con nhỏ này, muốn đi làm về sớm để đón con, thì tôi chúng ta đặt chế độ là nghỉ dạy, nghỉ này, đặt là nghỉ này, nghỉ này, nghỉ này, ngày thứ năm nhé, nghỉ. Thì cái này nó tương đương với gì? Nó tương đương như sau, nó tương đương với là cái điều kiện là gì? Là buổi sáng này dạy từ tiết 1 đến tiết 4 thôi, là cũng tương đương nhau, hai cái này là tương đương nhau nha. Mà chú ý thêm là các cái ràng buộc của giáo viên này, thì cái ràng buộc mà là nghỉ, đây nghỉ hạn chế bất, thì là cái ràng buộc đó là cái ràng buộc mà tôi gọi là ràng buộc mềm, là phần mềm mà có thể phá vỡ và xếp đẻ lên. Riêng ràng buộc họp là ràng buộc cứng, trong tất cả các ràng buộc họp, ràng buộc cứng, khi đã họp rồi thì không thể xếp được nữa. Là chú ý nhé. Thì đây là cái màn hình chúng ta nhập yêu cầu cho từng giáo viên một. Có một cái ràng buộc khác nữa là ràng buộc về địa điểm. Đây. Nhưng mà trường chúng ta mà có nhiều địa điểm khác nhau ấy, địa điểm nó khác như từng lớp một ấy,
thì là cái lệnh bấm vào đây thì là trong một ngày giáo viên chỉ dạy ở một địa điểm thôi, ví dụ thứ hai dạy ở địa điểm ở quận này thì trong ngày thứ hai dạy đó không có dạy sang chỗ khác được. Đấy. Còn chỗ này bấm đây thì là dạy ở một địa điểm trong một buổi thôi, như là buổi sáng dạy ở địa điểm A, xong buổi chiều sang địa điểm B, chứ không thể nào mà tiết một đi đến địa điểm A, thứ hai sang địa điểm B thì họ không đủ sức để họ chạy giữa hai nơi nhé. Thế đây là cái ràng buộc, đây là ràng buộc cứng, đây là ràng buộc cứng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vậy, tới đây là xong cái em xong cái gì, xong cái em cái bước số 2. Bây giờ sang bước số 3 là mô tả cái lệnh là nhập với công chuyên môn. Để chúng ta vào cái thư mục dữ liệu và vào lệnh này phục vụ chuyên môn đây, và chúng ta sẽ nhập cho toàn trường. Thì mặc định thì ở đây hiện ra là toàn trường luôn, đây là toàn bên này là toàn bộ các môn học rất là dài như này. Đó. Thế bây giờ muốn cho nó chỉnh lại, cho ngắn lại thì chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là tôi sẽ nhập theo từng nhóm môn, nhóm giáo viên một rất đơn giản, thì tôi bấm một chuột phải vào đây và chọn nhóm giáo viên. Tôi chọn cái nhóm toán thôi thì máy tính chỉ hiện ra cái môn học mà giáo viên đó được đăng ký. Đấy, tôi chọn là tôi bấm chuột phải nhé, chọn lớp này, như là chọn 6A này, này khối 6. Hiện nay chúng ta chỉ nhập trong trường cũng khối 6 thôi mà, chúng ta khối 6 thôi. Nhé, gọi là Vinh là sinh Vinh là chủ nhiệm 6C nhé. Đấy, còn Hoa chủ nhiệm lớp 6B, ví dụ như vậy. Còn Công đây, là dạy đồng thời dạy luôn 6A, dạy luôn 6A đây nhé. Ví dụ thế thôi, đây ví dụ 6B. Đấy. Ví dụ tôi muốn gì? Tôi muốn là mở rộng ra đây, tôi bấm chọn toàn trường này, toàn giáo viên này. Ở đây tôi muốn ngắn lại, vì tôi muốn lấy ví dụ tôi muốn chọn một học, tôi chỉ chọn cái môn là môn sinh hoạt, môn khoa học tự nhiên. Đây tôi bấm lại nhé, chọn môn học này. Các bạn bấm phím giữ phím Ctrl nhé. Chúng ta sẽ chọn tiếp là môn lý hóa sinh. Chúng ta có thể chọn được các môn học mà chúng ta xếp vào đây, được chưa? Và chúng ta có xếp theo từng nhóm môn một, cho nó nhìn như nó dễ. Đấy. Khi nhập xong rồi thì chúng ta kiểm tra xem chính xác hay không. Chúng ta vào đây, chúng ta vào nhập cho chú ý là nhập nó sáng riêng, chứ đây là sáng riêng và chiều riêng nhé. Và nhập xong chúng ta vào chỗ này, chúng ta kiểm tra này, chúng ta vào lệnh này là cho chúng ta quan sát theo từng lớp một. Ở đây nó không có, là buổi sáng đây. 6A là chúng công là 5 tiết, 6B là 5 tiết, chúng ta nhìn thấy chúng ta biết được là đúng hay là sai. Bây giờ để cho nó chính xác lại, tôi sẽ đóng lại và tôi sẽ mở cái tiệm mới ra. Cái tiệm này tôi là demo, bây giờ tôi mở một tiệm có đủ dữ liệu để chúng ta quan sát nhé. Tôi đóng tiệm, bây giờ tôi mở tiệm này. Đây tôi mở cái tiệm này, cái tiệm mà tôi nghĩ là nó có đủ. Tôi quan sát một chút nhé. Lớp này là cái lớp là câu trường, là cái trường này có tên là trường Mạc Đĩnh Chi, và tôi kiểm tra một chút xem lớp này. Đây lớp mà khối sáng là lớp 6, lớp 7, khối chiều là sáng 7, 8, 9, chiều là 6, đúng không? Kiểm tra một chút cái công giảng dạy đủ ở đây, nó này đủ, tôi kiểm tra nhé. Đây và đi kiểm tra này, đây khối chiều này, khối chiều là 29 tiết, là khối chiều lớp 6A là 29, 6B anh mình thấy bị sai đấy không nào? Lớp 6A là 29, lớp 6B là 28, lớp 6C là 29, lớp 6D là 29. Như vậy lớp 6B là thiếu một tiết. Thì tiết gì? Chúng ta có thể quan sát kỹ hơn cho thấy rõ hơn nhé. Chúng ta nhìn đây, nhìn các bạn thấy, các bạn có thấy rõ là nó sai chỗ nào không? Thiếu giáo dục công dân. Đúng rồi. Chúng ta giáo dục công dân đây là 1, thành là 2 đúng không? Như vậy tôi sẽ sửa tăng lên thành 2. Tôi sửa ngay lần trước được, tôi bấm ngay, tôi sửa ngay đây được, tôi đúc vào đây và tôi sửa giáo dục công dân đây, tôi tăng lên là 2, tăng lên là 2. Đấy. Đâu nhỉ, 2 này rồi đúng không, dần tôi kết thúc đây, 29 rồi này nhé. Xong buổi sáng nhé, buổi sáng này khối 7 là 27 tiết, như vậy là đúng như này. Lớp khối 8 là 28 tiết này,
khối 9 là 27 tiết này, khối 9 là 27 tiết, như vậy là đúng rồi. Như vậy được khối lớp này là được ta được biểu thức kiểm tra là phần 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 dữ liệu thì có biểu xem này dữ liệu của nó như kiểm tra một chút. Đây, chưa có gì cả đúng không? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ sang cái bước tiếp theo là cái bước mà tôi gọi là cái bước các bạn có nhìn rõ cái file PowerPoint không nhỉ? Có nhìn, nhìn đi không? Dạ rõ ạ. Dạ có rồi thầy ạ. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái bước số 4, bước rất quan trọng đấy. Mà rất nhiều người bị sai đây. Là cái bước mà chúng ta sẽ chuẩn bị xếp. Thì gồm có là xếp tiết chào cờ, tiết không học, xếp tiết sinh hoạt và xếp giáo viên chủ nhiệm. Chúng ta chú ý nhé. Đó thì chúng ta sẽ xếp như thế này để chúng ta vào đây nhé. Đây. Nhưng mà chuyện này tôi đã phân công, tôi phân công xong rồi này. Xong rồi nhé. Đây, chính xác rồi. Để tôi sẽ làm cho buổi sáng, tôi cho buổi sáng trước nhé. Là sáng trước, chiều làm xong. Đây. Thì buổi sáng là khối 7 là 27 tiết nhé. Ta làm với chào cờ cộng 27 sẽ là 28. Vậy suy ra lớp 7 sẽ còn thừa ra còn trống 2 tiết đúng không nào? Một tuần của nó là buổi sáng, buổi tối của nó là 30 tiết. Được phân công là 27 tiết trong chương trình chính. Cộng chào cờ là 28, suy ra lớp 7 còn thừa 2 tiết. Vậy suy ra lớp 7 phải có 2 tiết không học chèn nó vào. Số lượng tiết được phân công ở đây cộng chào cờ cộng không học bằng đúng phải bằng đúng đúng 30. Đó, cho nên là lớp 7 sẽ là một chào cờ và cần xếp một chào cờ và hai không học. Lớp 8 là 28, vậy suy ra cần xếp một chào cờ và một không học. Lớp 9, khối 9 là 27, suy ra là phải xếp là một chào cờ và hai không học. Đó. Sau chúng ta xếp tiết sinh hoạt cho buổi sáng và tiết chủ nhiệm nếu cần. Rồi tôi làm nhé. Thì cái bước số 3 này là bước số 4 là bước rất quan trọng, là bước là chuẩn bị cho cái lệnh mà xếp 100% để cho các bạn xem lệnh rất quan trọng. Chúng ta vào lệnh chính và vào cái lệnh là xếp trước môn học. Đây chính là cái lệnh mà bọn tôi gọi là xếp trước tiết cố định đây, hay là chính là cái bước 4 là bước là chuẩn bị xếp đây. Cùng có này, bấm vào đây nhé. Cùng có là xếp tiết chào cờ là 1 này, tiết không học là 2 này, tiết sinh hoạt là 3 này và tiết chủ nhiệm là 4. Cái chuyện này có thể bỏ qua cũng được nhé. Rồi người ta xếp tiết chào cờ trước nhé. Cho buổi sáng trước chào cờ đây. Buổi sáng chào cờ sẽ như sau. Buổi sáng chào cờ sẽ là như thế này, sẽ là chào cờ vào thứ hai, tiết hai ngày thứ hai. Bấm nút thực hiện. Xong. Chào cờ chính xác nhé. Rồi, tiếp theo là tiết không học. Chúng ta chú ý nhé. Chúng ta chú ý là tiết không học là như sau, là khối 7 có hai không học. Tôi xếp vào tiết 5 để cho học sinh ra về cùng lúc lớp khối 7. Tôi xếp vào thứ tư và thứ năm, thứ năm và thứ năm xin sẽ ra về và hạ thế này khối 7 nhé, khối 7 đây, bấm nút thực hiện và tôi chọn này, bấm nút đây chọn khối 7 từ khối buổi khối một nhá, khối 7 đây, bấm nút thực hiện. Xong, bây giờ sang khối 8 là có một tiết thôi, tôi sẽ bấm khối 8 sẽ về vào ngày thứ năm ngày thứ năm cùng về với khối 7 thực hiện. Xong, việc khối 9 có hai tiết. Khối 9 tôi muốn là sẽ ra về vào thứ 6 và thứ 7. Đấy. Bấm nút thực hiện. Thật chính xác nhé. Đấy. Đây là việc thứ hai là tiết học xong. Xếp thứ ba là xếp tiết sinh hoạt. Thì tôi muốn sao xếp toàn trường luôn và xếp vào tiết 2 ngày thứ hai, vì tiết 1 là chào cờ rồi, tiết 2 ngày thứ hai là xếp chào cờ sinh hoạt. Đây, bấm nút thực hiện cho toàn trường luôn. Đó, toàn trường. Đây là coi có thể coi được xong rồi. Xong cái phần chuẩn bị, nhưng mà chúng ta có thể xếp thêm một tiết nữa là tiết chủ nhiệm là như sau, là bấm vào đây là chủ nhiệm là gì, là phần mềm sẽ tự động xếp một tiết vào ở cạnh sinh hoạt này, cạnh cái sinh hoạt này, sau đó cùng cái buổi đó. Ý là ý sao, ý là khi mà giáo viên mà dạy sinh hoạt rồi thì có thể ở lại luôn để dạy cái tiết đó, không về ngay, phí cái buổi sinh hoạt nhé. Ý là thế thôi, cũng cho ta có thể bỏ qua được. Tôi bấm đây nhé, chọn toàn trường nhé. Đấy, xếp toàn trường luôn. Rồi,
Tới đây là xong cái phần là xếp, là chuẩn bị xếp. Làm tôi làm như vậy thôi, nhưng mà thực tế các bạn làm mà rất hay bị sai. Chúng ta tính toán cẩn thận số tiết chúng ta chính xác. Đây tôi kiểm tra trước này, toàn trường này. Đây, toàn trường đây nhé. Toàn trường đây. Nhưng mà đây là cái chào cờ này, sinh hoạt này. Đây là khối 7 là về thứ tư và thứ năm này. Thứ năm và thứ tư năm này. Khối 8 về thứ năm ngày thứ năm này. Và khối 9 về ngày thứ năm và ngày thứ 6 và thứ 7. Đó, không học ở đây nhé. Chút cho còn lại là phủ kín rồi. Là đủ rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái bước số 5 là xếp hết. Khi chúng ta đã nhập dữ liệu hoàn chỉnh và chính xác, không lỗi nữa, thì chúng ta chỉ bấm một nút thôi là xếp 100% công việc luôn. Đó là bước số 5. Thì tôi sẽ quay lại đây một chút để chúng ta hình dung được cái bước số 5 là cái gì. Đây. Cái bước số 5 là cái bước mà phần mềm tự động phân tích và xếp 100%. Nếu mà phần mềm mà kiểm tra nó có lỗi logic thì mình sẽ báo là cái lỗi gì. Thông thường lỗi là do là chúng ta là xếp phân công quá nhiều thôi. Chúng ta có thể xếp quá nhiều thiết không học, nó bị thiếu tiết. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Lệnh xếp hết là lệnh có tên là lệnh SF, là cái lệnh là chúng ta chỉ việc bấm nút thôi và phần mềm thông báo là xếp được không. Xếp được, phần mềm xếp được trong một phút thôi là xong. Thì nói một chút về cái bước này nhé, chúng ta chú ý là đây là thuật toán mà phần mềm sẽ xếp 100% này. Đây là cái thuật toán này rất là hay mà chúng ta chú ý quan sát nhé, để chúng ta hiểu được phần mềm nó xếp như thế nào. Thì phần mềm sẽ được xếp 100% này theo 5 bước như sau. Bước 1 là phần mềm kiểm tra điều kiện thực hiện, kiểm tra cái điều kiện vật lý sẽ có đủ, cái điều kiện nhập vào có đủ để xếp 100% hay không. Nếu mà được thì sẽ chuyển sang bước 2. Còn nếu không được thì phần mềm sẽ thông báo ngay trên màn hình. Và chúng ta phải nhập lại. Thì khi mà xong bước 1 rồi, phần mềm sẽ trải qua như sau. Trải qua là bước thứ 2 là xếp đại trà. Phần mềm sẽ xếp tự động đại trà trong khoảng từ 70 đến 95% công việc. Thì bước đại trà là cái gì? Xếp đại trà là phần mềm sẽ xếp tự động, nhưng mà là thỏa mãn toàn bộ tất cả các ràng buộc môn học của ràng buộc giáo viên. Xếp đại trà mà xong rồi thì tốt quá, nếu mà chưa xong mình sẽ chuyển sang bước thứ 3 hoặc là bước hoàn thiện. Phần mềm sẽ xếp tự động phần còn lại nhưng mà bỏ qua ràng buộc giáo viên. Đó, chúng ta chú ý nhé. Nếu mà chúng ta mà nhập ràng buộc giáo viên nhiều quá thì phần mềm bước 2 sẽ không xếp được đại trà nhiều. Phần mềm sẽ phải qua bước 3 là sẽ phá vỡ ràng buộc giáo viên, và chúng ta sẽ thấy là rất nhiều giáo viên bị phá vỡ ràng buộc. Nếu mà bước 3 mà hoàn thiện rồi thì tốt quá, nhưng mà chưa xong thì phần mềm sẽ chuyển qua bước 4. Ta chú ý nhé. Bước 4 là bước mà phần mềm sẽ kết thúc xếp và sẽ bỏ qua tất cả ràng buộc, cả giáo viên, cả môn học. Đó, chúng ta chú ý. Cho nên mà nhiều khi các bạn khi mà xếp 100%, các bạn thấy nó bị như là lỗi, là xếp nó vi phạm cả các ràng buộc của môn học nữa. Ví dụ, chúng ta đã phân công cái môn vật lý là học một tiết một buổi thôi, mà phần mềm đã xếp phi và xếp 100% phần mềm xếp là lý. Đấy, như vậy ba tiết liền nhau, như vậy là phần mềm đã phá vỡ cái ràng buộc của môn vật lý trong một ngày, là do là chính vì chúng ta đã nhập quá nhiều các cái ràng buộc khác, hay là giáo viên chúng ta là khó xếp quá, giáo viên chúng ta là ít giáo viên chúng ta bận, là xếp dày đặc quá, phần mềm rất là khó xếp. Đó, chúng ta chú ý. Thì sau khi mà chúng ta xếp xong rồi, nếu mà bị sai sót, chúng ta sẽ phải tinh chỉnh xong, được chưa? Rồi, bây giờ tôi quay sang cái phần mềm. Đây. Bây giờ tôi vào cái lệnh chúng ta xếp 100% là cái lệnh này. Chúng ta vào lệnh chính nhé. Và đây này. Đây lệnh tự động xếp 100% này. Chúng ta bấm vào đây. Và chúng ta có thể xếp riêng và sáng riêng và chiều riêng nhé. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ chúng ta sẽ... Đây, chúng ta sẽ bấm nút này để ta khóa tiết sinh hoạt lại. Khi mà phần mềm mà xếp tự động, phần mềm sẽ phải can thiệp vào trong công trình, sẽ phải di chuyển thay đổi, cho nên là chúng ta cần phải khóa tiết sinh hoạt lại, chứ không thì phần mềm sẽ để sinh hoạt sang chỗ khác thì như vậy nó bị xấu, nó không được. Thế sinh hoạt là phải khóa, cái đó là bắt buộc phải làm nhé. Bước này là cái bước chúng ta muốn khóa lại cả các tiết đã xếp trước hiện thời. Chuyên giáo viên nào mà là khôn thì giáo viên đó sẽ xếp cho mình trước thật đẹp, sau đó khóa cả mình lại, như vậy phần mềm sẽ không động vào cái tiết khóa nữa nhé. Còn ở đây rồi, chúng ta hơi bỏ qua cái này được. Chúng ta bấm nút là bắt đầu và chờ kết thúc, chúng ta bấm đây là kết thúc là xong. Bắt đầu nhá, phần mềm bắt đầu xếp tự động này.
Phần mềm sẽ trải qua là 5 bước ở đây. Bước 1 là kiểm tra điều kiện thực hiện. Bước 2 là xếp đại trà, thỏa mãn cả giáo viên và môn học. Bước thứ 3 là hoàn thiện, bỏ qua ràng buộc giáo viên, vẫn giữ nguyên ràng buộc môn học. Còn kết thúc, phần mềm bỏ qua cả điều kiện ràng buộc giáo viên và ràng buộc môn học. Bước vào đây. Phần mềm bắt đầu phân tích. Đây này. Đây là cái kiểm tra đây, nó chỉ đơn nó gọi là cái phần nên nó chỉ cảnh báo thôi, đây không phải lỗi logic nhưng mà nặng, nhưng mà lỗi logic mềm chúng ta có thể bỏ qua được, kết thúc vẫn cứ làm trước đại trà xong rồi đấy, trên 100% như vậy là sẽ xếp xong hoàn toàn. Bấm nút kết thúc, đồng ý xong. Nhưng mà chúng ta đã xếp xong thì có biểu và có thể về với công tác có thể in ra được. Chúng ta vào xem, nhưng chúng ta vào khung nhìn có rất nhiều cái màn hình đây, chúng ta có thể xem. Chúng ta vào show on để xem toàn trường theo lớp. Đây, đã xếp xong rồi nhé. Kính. Chúng ta có thể vào cái đóng này lại. Chúng ta vào cái màn hình khung nhìn đây. Và màn hình này, bầu teacher để xem toàn bộ giáo viên. Đây, toàn bộ giáo viên trong nhà trường đây. Và ra chỗ có thể in ra. Hoặc là chúng ta vào đây. Thông thường cái màn hình này chúng ta hay dùng nhất là màn hình này. Là chúng ta nó gọi là mình miễn lúc màn hình, chúng ta có thể xem cùng lúc được một lớp và một giáo viên. Lớp đây ở giáo viên dưới này, chúng ta quan sát lớp đây, quan sát lớp đây, giáo viên đây, chúng ta quan sát giáo viên đây, chọn giáo viên đây, đây quan sát giáo viên đây nhé. Đấy. Đấy, trên này là lớp này, được chưa? Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ còn là bây giờ là bước mà xong rồi thì chúng ta có thể in ra, nhưng mà thông thường chúng ta sẽ phải tinh chỉnh. Đấy, để tôi đầu bước sang cái phần bước số 6 là tinh chỉnh. Thì tôi nói trước cái phần tinh chỉnh ở trên cái thời khóa biểu gốc. Đây là thời biểu gốc nhé. Chúng ta có một thời biểu gốc thôi. Đấy, và chúng ta sẽ tinh chỉnh. Thì thông thường là tinh chỉnh cái gì? Là xem nó bị lỗi, chúng ta có bị lỗi cái gì không, về mặt sai sót gì mặt chuyên môn hay không, ví dụ xếp điều tiết liền nhau quá, hay là giáo viên có lỗi không chúng ta chỉnh sửa. Thì thông thường lớp này là thông thường là tốt. Thông thường là hỏng giáo viên vì nó hay kêu mà, thì chúng ta sẽ chỉnh sửa giáo viên thôi. Ví dụ đây, tôi lấy ví dụ nhé, là sửa tôi lấy ví dụ ở đây thôi. Đây, ví dụ đây là một trường, một Trịnh Thị Thanh Tâm nhé. Thanh Tâm đây là có một chỗ trống, có hai chỗ trống này. Ông này ông kêu quá, bà này bà kêu quá, tôi muốn để cho ông này. Vì chú ý rằng là khi bấm vào nút này nhé, thì ô này là ô hiện thời, thì phía trên này hiện ra ngay là chính là giáo viên đó, chính là cái lớp đó nhé. Đấy. Bấm vào đây thì đây là giáo viên dạy sinh vật. Bấm vào vật lý, bấm vào lịch sử, bấm vào đây. Tôi đang làm việc với cô Tâm nhé, dạy cái môn là giáo dục công dân đây. Đấy. Thì cô này cô ấy kêu là ở đây. Thì cô muốn chuyển xuống đây và vào đây. Thì đây là môn văn vật lý, như vậy ta phải chuyển xuống môn văn đúng không? Có chuyển đến môn lý, nhưng mà không phải nó như thế, không phải đơn giản là lý có thể lên ngay ở đây đâu, vì lý lại ông vật lý lại bận ở đây thì sao được kiểm tra ông lý này. Đấy, lý bận thế này cơ mà, thì làm sao mà chuyển đến đây được đó. Thì đây là tính năng của tôi, gọi tính năng tinh chỉnh dữ liệu để có biểu, tức là khi mà tinh chỉnh thì phần mềm sẽ tinh chỉnh cho một ông tốt lên, tầm tốt lên, phần mềm sẽ chuyển đổi một vài giáo viên khác, trung gian khác, thì giáo viên trung gian đã bị xấu đi, thì chúng ta phải quan sát và quyết định xem là có chỉnh hay không. Cho làm thử nhé. Khi tinh chỉnh chúng ta chỉ việc là chọn cái ô và chúng ta kéo thả xuống đây. Vậy ta định kéo thả xuống trong môn vật lý sẽ phải chuyển đi. Thế thì cái thuật toán kéo thả này là ở đây, chúng ta có các thuật toán của chương trình. Thì hiện nay chương trình đã từ khi tập là bây giờ là chúng tôi đã tạo ra là 1 2 3 4 5 6 7 7 thuật toán khác nhau cho cái việc kéo thả này. Thì rất là phức tạp, nhưng mà nôm na gì là nó mỗi thuật toán này nó có cái mạnh riêng và cái yếu riêng của thuật toán này. Mà chúng ta chú ý có hai cái nhóm bốn bên đầu là nhóm không có gì, không có chữ tối ưu, còn ba nhóm này là có chữ tối ưu. Và tối ưu là cái gì? Tối ưu là như sau, là phần mềm đã đưa vào các cái tính năng, tức là đánh giá và lựa chọn được, biết được thế nào là tính chất tối ưu. Tức là gì? Tôi yêu tức là gì? Tôi yêu tức là khi mà tôi cho một giáo viên này tốt lên thì những người giáo viên trung gian khác không bị xấu đi. Như vậy phần mềm đã đưa ra một cái tiêu chí đánh giá là thế nào là việc chuyển đi, thế nào là xấu đi, thế nào là tốt lên, thế nào là không xấu đi.
Ví dụ chúng ta đặt ra cái điều kiện là gì? Không xấu đi là gì? Tức là không tăng số, không bị giảm số ngày nghỉ đi. Vì trước kia khu này có là 2 ngày nghỉ. Bây giờ tôi di chuyển, cô ta bị giảm số ngày nghỉ, như vậy cô ta lại bị xấu đi. Tôi gọi là xấu đi. Thì đưa vào các tiêu chí đánh giá. Thì phần mềm có tính năng để làm tiêu chí đó, thì tôi bỏ qua chỗ này nhé, các bạn có thể tìm hiểu sau. Được rồi. Thế thì tôi đánh giá hiện tại của chúng tôi nhé. Thì hai cái cho án này là hai cho án tôi yêu nhất, và chúng ta dùng cái này. Sau chúng ta có thể dùng cái khác được. Trong những cái này chúng ta dùng cái này là cái hay, là cái rất hay. Cái vị trí quyết định FPR là cái rất hay. Còn hai cái này là cái rất tốt. Thì chúng ta nên dùng cái gì? Nên dùng cái là cái này. Theo tôi đấy. Nên dùng cái này. Rồi. Chúng ta chọn nghe thuật toán nhé. Và chúng ta kéo thả này. Bấm vào đây chúng ta bấm giữ tay. Khi chúng ta bấm giữ tay trên chuột trái thì màn hình sẽ hiện lên các ô màu xanh thông để thông báo là những ô mà chúng ta nên chuyển đến. Những phần mềm đã có cái tính năng là thông minh một phần để kiểm soát được chỗ nào chúng ta nên chuyển đến. Ô không phải là xanh ý, thì là như vậy là chúng ta là không nên chuyển đến. Rồi chúng ta bấm này, bấm nút này, kéo thả này, kéo thả và thả đây ra. Đấy, phần mềm sẽ hiện ra. Phần mềm sẽ hiện ra một cái bảng rất quan trọng chúng ta quan sát, và chúng ta là người mà chúng ta sẽ kiểm soát được cái việc đó nhé. Như vậy ở đây là cái thực điểm của lớp trước và sau khi thiện dạy đề giáo giáo viên trước và sau khi chúng ta quan sát nhé. Giáo viên lớp 7C, giáo viên Hằng, giáo viên Hằng này trước và sau đây, trước và sau. Như vậy giáo viên Hằng này là không phải xấu đi, đúng không nào? Giáo viên Ý, đây Ý là đây là trước đây và sau đây. Như vậy giáo viên Ý đây là xấu đi này. Trước khi thực hiện lệnh thì giáo viên Ý là có một tiết trống ở giữa, còn sau khi giáo viên Ý có hai tiết trống. Như vậy giáo viên chúng ta đang phải đổi cái giá phải trả là giáo viên Tâm là tốt lên, Ý là bị xấu đi. Tôi kiểm tra giáo viên Tâm là tốt lên rồi, không gì rồi. Giáo viên Quỳnh bình thường. Như vậy là chúng ta chú ý là giáo viên Tâm là giáo viên chúng ta muốn chuyển này. Chúng ta muốn chuyển giáo viên Tâm, đúng không nào? Tâm đây, đúng không? Thì giáo viên Hằng và Quỳnh tham gia vào nhưng không bị xấu đi. Còn Ý là giáo viên bị xấu đi. Đây, chúng ta quan sát nhé. Đây, quan sát này cho ta sẽ thấy là insert xấu đi thì chúng ta có thiện hay không. Nếu Ý là một giáo viên rất là khó tính khác và tôi rất thân với ông Ý này thì tôi bỏ qua, tôi hủy, tôi làm lần ra, tôi không chuyển nữa. Tìm phương tiện phán khác. Còn nếu Ý là một cậu trẻ măng mà rất là vui vẻ hiền lành thì tôi chuyển luôn, bấm mất kết thúc đồng ý chuyển luôn. Đó, như vậy là chuyển cái Tâm này từ đây xuống đây nhé, từ đây xuống đây, và như vậy cái vật lý đã chuyển đã bị xấu rồi, đi dưới này vật lý này. À, không phải vật lý muốn gì ấy nhỉ, nghĩa là muốn khác, đúng không? Nghĩa là ý thì ông Ý đã bị xấu đi, ý này đấy, ý bị xấu đi này đấy. Thế đây là cái thao tác mà chúng ta tinh chỉnh là như vậy. Rồi, thế bây giờ tôi nói sang một lệnh mới tinh này là cái lệnh mà nó gọi là TKB clone. Chúng ta vào lệnh chính và chúng ta quan vào khung nhìn và chúng ta quan sát được gọi là TKB clone. Đây là cái rất là mới nhé. Tôi nhắc lại là trong phần mềm sẽ chỉ có một cái bản theo cái biểu thôi, là cái bản này, có một bản này thôi. Nhưng mà phần mềm được phép tạo ra hai bản sao. Đây, tôi vào nhìn và tôi vào clone. Thì mặc định clone của chúng ta là rỗng như này. Và chúng ta được quyền phép bên đây là clone 1, đây là clone 2 nhé. Bản sao 1, bản sao 2. Và chúng ta sẽ được copy. Vì tôi muốn copy đây, bấm đây là copy từ thực hiệu chính sang clone 1 nhé. Bấm vào đây. Đây chính là clone 1 đây. Thì clone 1 đây thì chúng ta làm gì? Thì ở cái bản clone này, nhắc lại là cái bản chúng ta có thể chỉnh sửa theo những cái mà nó bản nó khác thường. Nó khác thường. Nó không, bây giờ sửa nhé. Bây giờ cái môn, đây ta giả sửa thôi. Bây giờ cái môn lý hóa sinh đây, lý nhé, lý mới sinh đây. Tôi muốn đổi tên cái môn lý này là bằng môn sinh này thành cái môn khoa học tự nhiên. Được chưa? Đổi tên này làm như nào? Đấy, thì tôi làm như sau này. Đây là môn đưa 7A nhé, đây là môn lý nhé. À, đây là môn vật lý đâu, đây lý 2 này. Sinh đâu, nhưng có môn sinh không nhỉ? Sinh đây là có môn sinh đúng không?
sinh đây, vì có vẻ có hai lý hai sinh. Bây giờ tôi muốn đổi tên cái cả môn sinh cả môn lý lên thành cái môn gọi là môn học tự nhiên, cứ đổi được không? Đổi được, đổi như này này. Chúng ta làm như sau nhé, bạn nhìn thì tôi làm nhé. Bây giờ chúng ta phải đóng này lại, chúng ta vào phần dữ liệu và vào phần môn học, chúng ta phải nhập cái môn mới để chúng ta đổi tên được. Bây giờ chúng ta tạo cái môn mới là môn khoa học tự nhiên. Đó, thêm nhé, khoa học tự nhiên. Đấy. Chúng ta có đặt tổ hợp tùy ra lựa chọn nhé, chúng ta có đặt là tổ hợp tùy hay không, phải không tùy nhé, cô liệt. Tôi có thể là tổ hợp đi hay là không thì tùy chúng ta nhé. Thêm đây, chọn tổ hợp đi. Tổ hợp đó là môn nó là môn lý này, môn vật lý này, nó là môn hóa và môn sinh vật nhé. Đó, kết thúc. Như vậy là cái nó môn bắt buộc đúng không? À, bắt buộc và là môn tổ hợp. Rồi. Được chưa? Học viên đấy nhá. Đọc. Rồi, để tôi quay lại chỗ này, tôi quay lại cái môn clone này nhá. Đây. Thì cái môn sinh vật này tôi muốn đổi tên môn. Tôi chỉ việc bấm chuột phải và chọn là thay môn học. Đấy, cái này nó có chức năng là xóa này. Nhưng mà cho phép xóa nhé. Cái trong thứ biểu chính thì có đây là xóa. Cho phép là thay môn học. Thay giáo viên, là thay giáo viên khác. Nhưng mà chúng ta thay thoải mái, tôi nói sau ý nghĩa của cô thầy giáo viên này nhé, thay môn học nhé. Tôi muốn là đổi môn học thành cái môn gì, thành cái môn là khoa học tự nhiên này, tự nhiên môn vật lý đây thành môn khoa học tự nhiên, thành môn học nhé, thì môn khoa học tự nhiên. Đấy. Thay môn sinh thành môn khoa học tự nhiên, thay môn đâu nữa nhỉ, hai đây vật lý đây nữa, đúng thành môn khoa học tự nhiên. Đấy, chúng ta có thể thay được như thế nhé. Hoặc chúng ta có thể thay giáo viên. Lấy ví dụ là chúng ta có môn ngoại ngữ, là có ở đây có một tiết để ngoại ngữ đây. Ngoại ngữ đây là cô nào dạy, là cô Nga dạy nhé. Vì tôi muốn là trong tuần này, trong tuần lẻ nào đó, ở đây tôi muốn có một giáo viên, mời một giáo viên nước ngoài vào dạy nhé. Tôi để ở đây nhé. Đấy. Thế bây giờ tôi làm như sau. Tôi lại thoát ra, tôi lại vào cái chỗ lệnh dữ liệu, tôi vào cho giáo viên, tôi nhập một cái tên giáo viên mới nhé, là ký hiệu tên là Tây nhé, Tây, đấy, mã giáo viên là Tây đi nhé, đấy, tên của nó là mỗi ông gì đó, nhưng tôi không, nhé, Tây, ông Tây nhé, ok, như vậy là cho thêm một cái ông là ông Tây vào dưới này, ông Tây ở dưới này nhé, như vậy là đây, giáo viên dạy thêm, mà một cái giáo viên, một cái chuyên gia dạy cho môn ngoại ngữ. Rồi, bây giờ tôi đóng này lại và tôi vào khung nhìn vào clone đây. Rồi, bây giờ cái môn ngoại ngữ này, tôi bấm chuột phải, tôi chọn thay giáo viên. Đấy, và tôi tìm cái giáo viên đây là môn dạy. Và như vậy cái môn ngoại ngữ này thì là ở cái môn thứ ba này là giáo viên Nga, còn ở cái tiết này ngày thứ năm là giáo viên Tây đây, vừa mới vào đây. Như vậy chúng ta thấy là cái thứ biểu này là so thì biểu cũ là bị thay đổi và thầy biểu đó nó bị phá vỡ cái thuộc tính cơ bản của một thầy có biểu. Ta đã cho phép là hai người cùng một môn. Đấy. Đúng không? Đây một học viên này, một học viên này là cũng là hai ba người dạy cùng một môn này. Đây cho thấy nhé. Đây là cái chức năng mới nhất của phần mềm của chúng tôi. Và chức năng mới này chúng tôi sẽ còn phát triển nữa trong tương lai. Hiện nay chỉ có chức năng như này thôi, nhưng mà trong tương lai sẽ phát triển rất là nhiều. Và chúng ta có hai bản sao. Bên này nhé, chúng ta copy này. Thì như vậy bản sao này có nghĩa gì? Bản sao tôi sẽ dùng như này. Bản sao sẽ được dùng như này. Một là bản sao sẽ được dùng cho trước mắt cho lớp 6 dành cho cái môn học tự nhiên, học xã hội đấy. Chúng ta sẽ nhá là có hai cách. Một là chúng ta sắp xếp môn lý hóa sinh riêng, sau đó chúng ta đổi tên thành học tự nhiên như tôi vừa nói. Cách thứ hai là chúng ta xếp môn học tự nhiên cho một người, sau chúng ta là đổi cái môn con để cho thành các giáo viên khác. Ở đây nó có lệnh là bấm chuột phải, nó có cái lệnh là thay cả môn học giáo viên, thậm chí nó thay cả cái môn con luôn. Nếu môn đó là môn tổ hợp, đây không phải, nhưng môn tổ hợp thì nó sẽ là chúng ta có thể thay đổi được chưa?
Đó, thì ý nghĩa của nó là một. Ý nghĩa thứ hai là chúng ta có thể là đấy, chúng ta có thể có những ngoại lệ là chúng ta sẽ cho phép là một môn là hai người dạy giáo viên. Đây là giáo viên dạy thứ hai, môn ngoại ngữ là ngày thứ ba, thì giáo viên là ngày thứ năm, một giáo viên khác. Một cái ngoại lệ nữa là chúng ta có thể đặt lựa chọn, ví dụ như là tuần chẵn đây tuần lẻ. Đây tuần chẵn thì là học môn khoa học tự nhiên, tuần lẻ nhé, môn giống nhau này. Tuần lẻ môn sinh này, tuần lẻ tôi xóa cái này đi. Đấy, tuần lẻ tôi dạy một khác ở đây. Là thử chúng ta có môn đây tôi đổi tên nhá, tôi xếp môn học, tôi xếp môn ví dụ tôi xếp môn toán, ví dụ như tôi xếp môn toán. Chọn môn toán mới nhé, toán này. Mà chọn giáo viên là Liên chẳng hạn. Ok. Như vậy là đây này, hai bên này nó giúp nhau, nó khác nhau ở chỗ này thôi. Bên này là khoa học tự nhiên, bên này là toán. Như vậy chúng ta hiểu như vậy đây là cũng là lớp 7A nhé. Như vậy đây là cho tôi báo cho học sinh, đây là thứ biểu của tuần lẻ, đây là thứ biểu của tuần chẵn. Các bạn đã hiểu chưa? Nhưng mà chúng ta có rất nhiều lựa chọn ngoài cái thứ biểu chính của chúng ta đây, vẫn có nhé. Biểu chính vẫn có ở đây. Đây vẫn có này, biểu chính vẫn bình thường nhé. Đấy. Thì chúng ta có thêm hai cái thứ biểu nữa, hai cái bản sao nữa. Như vậy mà thực chất chúng ta có thể điều hành cùng một lúc là có ba cái trạng thái thì có biểu. Trong đó có một cái chính là cái cứng, là cái là bảo đảm chất lượng, bảo đảm đúng theo tiêu chuẩn của một thầy có biểu. Còn chúng ta có hai cái bản khác, hai cái bản là clone dùng để chúng ta lỏng lẻo và cho phép những thay đổi đặc biệt. Bên này là clone 1, đây là clone 2. Và khi mà in ra chúng ta cũng phải in ra tùy từng loại một, cả chính, cả clone 1, cả clone 2. Đây là tính năng mới, và cái tính năng này chúng tôi nghĩ là sẽ còn phát triển rất nhiều ở trong tương lai. Đấy. Thì nó có tính năng như sau, có tính năng là copy từ đây cả sáng cả chiều nhé, đây là sáng đây là chiều này. Đấy. Và chúng ta có thể là copy clone 1 đây là copy dữ liệu từ gốc sang cái này, còn đây là clone 2 copy sang đây. Đấy. Và chúng ta đây chúng ta có những lệnh như là chúng ta có thể xóa này, cập nhật lại là cái lệnh là để tô màu là nó máy nó hiện ra những ô nào mà nó ô tô màu là những ô mà nó khác biệt so với cái thứ biểu gốc, thì chức năng là cập nhật lại nó sẽ gì, nó sẽ copy dữ liệu từ gốc sang. Chú ý là trong cái bản này chúng ta có được quyền xóa cả không học nhé. Tôi xóa không học rồi, xóa này, được phép vừa xóa không học, xóa trong cờ vô tư. Mà chúng ta có thể có những rất đặc biệt như là lớp toàn bộ khối 7 thì làm học trong cờ, nhưng riêng lớp 7A thì là thứ hai tôi cho dạy môn học khác vào đây, tôi chọn lớp khác vào đây, xếp một học cho lớp này học phụ đạo môn vật lý chẳng hạn, lấy ví dụ như vậy cô Hương dạy. Đấy. Mà chúng ta ở đây là cái chúng ta có hai cái bản clone nữa làm cho cái việc chúng ta linh động, chúng ta sẽ xử lý thứ biểu rất là hay, rất là hợp lý. Các bạn đã hiểu chưa? Đó thì đó là những cái tất cả tính năng mà tôi trình bày các bạn xong là cái tính năng mới nhất và mô tả 7 bước của thầy có biểu. Thì cái bước mà số 6 là bước mà tinh chỉnh, thì ngoài cái việc là tinh chỉnh trên thầy có biểu chính ra là việc chính nhất chúng ta làm xong rồi, thì chúng ta sẽ sang cái phần clone này để chúng ta có thể bước sang cái tinh chỉnh dị biệt khác. Nhắc lại là cái clone là cái dị biệt không phải cái bản chính. Clone là cái mà chúng ta sẽ đưa ra những cái thay đổi mà nó để nhằm phục vụ cho cái việc là trong năm học hiện thời hiện nay, ví dụ như là cái môn học tổ hợp của lớp của cấp 2, hoặc là những đặc biệt khác, ví dụ như là hai giáo viên dạy một môn học. Đấy. Hoặc là những cái đặc biệt là một lớp học mà có hai thầy có biểu cho ngày chẵn ngày lẻ, hoặc thậm chí chúng ta có thể có hai thầy có biểu cho cái lớp chúng ta có thể chia làm hai nhóm, là nhóm học bình thường và nhóm học sinh giỏi chẳng hạn, tôi lấy ví dụ như vậy, chia làm hai cái lớp nhóm bình thường là học theo cái thầy biểu ở bên trái lớp 1 là lớp học đại trà, lớp bên phải chuẩn bị thi, tôi lập ra một cái nhóm riêng các em học giỏi riêng, tôi tăng cường cái môn toán lý, tôi lấy ví dụ như vậy, là tùy chúng ta. Như vậy chúng ta có một cái bản chính và hai bản clone, được chưa nhé? Thì đó là vừa. Còn cái việc in ra thì nó in ra thì ta in ra theo lệnh bình thường hoặc in ra là qua lệnh in ra Excel. Hiện nay thì cái bản clone hiện nay là tôi đưa vẫn chưa đưa vào các lệnh in ra chỗ HTML và in ra chỗ thật, nhưng mà trong Excel thì có, trong khi cho để ra Excel thì nó có cái tính năng là chúng ta có thể để ra dữ liệu clone 1 hoặc dữ liệu clone 2 ở đây,
Và chúng ta bấm vào đây và chúng ta bấm kết thúc, phần mềm sẽ đẩy ra Excel. Trong Excel nó có đủ hết tất cả các cái bảng biểu, chúng ta có thể in ra từng cái đấy, ta có thể xem rất nhiều cái biểu ở đây, chúng ta quan sát nhé. Đấy. Đấy, rất nhiều cái mẫu đây này, nhiều lắm, rất nhiều cái mẫu ở đây nhé, chúng ta quan sát rất nhiều, có thể có biểu khác nhau nhé. Để xem thử cái biểu này, thử cái biểu phòng này, thì có biểu lớp hai bên, thì có biểu lớp chiều, lớp sáng này, thì có biểu giáo viên này, toàn bộ giáo viên này, thì có biểu để cho bạn xem nhé, thì có biểu lớp này, từ lớp một này, sáng này, đây clone một đây, đây là clone một nhé, đấy chiều clone một rất nhiều, nó giống hệt như khác, chỉ khác là chữ clone một thôi nhé, đó có nhiều lắm, để thường mà nói rất nhiều thì chúng ta có thể dùng cái này để chúng ta in ra, để chúng ta in ra cho học sinh nhé. Rồi còn cái gì nữa không nhỉ, bây giờ tôi còn nói thêm tôi nói thêm một chút nữa cái lệnh, bây giờ tôi đóng lại, tôi mở các bạn xem cái lệnh nhà, tôi ghi lại này, tôi mở tôi xem cái một trường cấp 3 để chúng ta xem. Đây, trường này đây là một trường cấp 3. Nâng cấp lên nhé. Thì với trường cấp 3 chúng ta như sau, trường cấp 3 này chúng ta sẽ để tôi vào xem một chút cái lệnh nhé. Đây là mình cũ, tôi bấm nút cập nhật từ chương trình giáo dục mới nhé. Nên ra rất nhiều thứ này. Đấy. Chuyên đề này. Thì với cấp 3 chúng ta có thêm lại sau đây, chúng ta có thêm cái lệnh để chúng ta có thêm lệnh là phân công môn lớp. Đây, cái lệnh này lệnh cho các trường cấp 3 đây. Thì là chúng ta sẽ được phân công như sau. Mỗi một lớp như vậy, chúng ta sẽ được phép mà nhập lại cho từng lớp một phân công là sẽ học cái môn gì. Chúng ta bấm vào nút sửa và chúng ta sẽ nhập vào đây. Đấy, đây tôi không phải là sinh hóa như này nữa mà tôi sẽ chọn lại nhé. Tôi chọn lại như sau là học lý, học sinh, không học hóa, được chưa? Và sau đó là học tin và không học sử, học địa. Đấy, như vậy bỏ cái này đi, như vậy đủ 5 môn chưa? Đấy, đủ 5 môn cho cái môn đấy chưa? Mình ngữ đây rồi, thể dục đây rồi. Và chuyên đề đây, chuyên đề tôi sẽ chọn chuyên đề 1 và bấm đây chọn chuyên đề. Đấy, chọn chuyên đề. Chọn chuyên đề là để toán 11 chẳng hạn. Đúng không? Và chuyên đề 2 tôi sẽ chọn ở đây. Chọn chuyên đề 2 là chuyên đề tin 11, tin CS 11. Nhá, đấy, tin CS và chuyên đề 3 ở đây chọn vào đây và chọn chuyên đề là công nghệ, hai ví dụ lấy ví dụ theo nào thì ta muốn cập nhật, thì đây là những môn học như vậy, mỗi lớp nó có cái phân công khác nhau đấy, mà chúng ta có thể xem được cái này trong cái bảng phân công chuyên môn ấy, trong cái lệnh phòng dạy đó chúng ta có thể xem được. Chúng ta phân công và chúng ta sẽ xem, bấm lên xem này. Sau phân công môn lớp đây là biết được biết được là cái môn nào rồi, họ lớp nào học môn nào, chúng ta sẽ dựa vào cái bảng này chúng ta sẽ nhập cái phân công chuyên môn, nhập phân công chuyên môn là ai dạy cái môn đó, ai dạy cái nó vào trong bao nhiêu tiết, được chưa? Đấy, phần tôi nói như vậy là xong rồi nhá. Bây giờ các bạn cũng hỏi gì tôi sẽ trả lời các bạn. Em thầy, trong cái phần thầu có biểu ấy ạ, thì có hai mục là mình có thể xuất từ bản Excel, đấy là danh sách giáo viên và phân công chuyên môn, thì thầy có thể cho chúng em xin cái mẫu để, bởi vì bây giờ nhìn vào cái phần để mình đưa lên ấy, mình chưa có một cái mẫu cụ thể nào cả. Hiểu rồi. Là mình có thể cho em xin cái mẫu để up từ Excel lên về phân công chuyên môn và danh sách giáo viên được không ạ? Cái này thì đúng là phần mềm chưa có lệnh đó, tôi sẽ đưa vào và tôi sẽ gửi cho các bạn sau nhé. Nhớ tôi hiểu rồi. Nhưng mà tôi nói luôn là thật là phần mềm đã thiết kế cái màn hình chúng ta rất thuận tiện để nhập ngay trên màn hình rồi. Nó nói luôn ý là nhập tôi nhập rất thuận tiện. Bởi vì là thường thì các nhà trường sẽ phải làm một bản Excel ấy. Mà những trường mà đông giáo viên thì là người ta lại phải ngồi, người ta mất công, người ta làm lại một lần nữa ấy. Thì nó sẽ rất là mất thời gian đấy ạ. Ok,
thì trong phần mềm đã có cái lệnh là up lên bằng Excel rồi, tuy chỉ chưa có cái mẫu để cho mọi người biết là phải làm theo cái mẫu nào thôi. Tôi hiểu rồi. Bây giờ luôn nhé. Đợi một chút. Tôi đẩy ra cho các bạn xem. Thực ra là nó có rồi nhưng mà không để ý thôi, chứ tại vì tôi không nghĩ là đây là lệnh quan trọng, không là không nghĩ là quan trọng, tôi nghĩ là chưa làm trực tiếp thôi. Nhưng mà tôi sẽ gửi, chắc sẽ làm và gửi cho bạn cái mẫu đó. Nhưng mà nói luôn là ở trong cái phần Excel này, cái mẫu, trong cái mẫu về phân công giảng dạy đây thì là mẫu 3 nha. Đây cái mẫu 3 này hình như đây là chính là cái mẫu mà chúng ta sẽ phải là chúng ta có thể nhập trực tiếp vào này đấy, mẫu 3 này. Đấy, cái mẫu 3 này là cái mẫu mà chúng ta có thể dùng nó cho tôi nhập ngược lại được đấy. Thế nhưng tôi kiểm tra lại nhé. Tôi sẽ kiểm tra lại các bạn. Tôi sẽ kiểm tra lại cái này một chút vào cái phần này. Mà tôi hứa tôi sẽ làm, cái phần này tôi sẽ làm, tức là sắp tới tôi sẽ chỉnh sửa cái bản mới này, tôi sẽ đưa hẳn cái lệnh. Một là cái lệnh là phần mềm sẽ in ra được cái bảng mẫu Excel để nhập môn chuyên môn. Và cái thứ hai là có cái lệnh để chuyển nhập vào cho thật chính xác. Được chưa? Mẫu 1, mẫu 2. Mẫu này chắc không phải. Mẫu này là hình như có đây có 3 mẫu. Và mẫu hình như mẫu này đấy, mẫu này là mẫu đúng đấy. Rồi, câu hỏi các bạn thì tôi hiểu rồi nhé, tôi sẽ chỉnh lại sau nhé. Hoặc gửi cho các bạn ngay trong vài ngày tới, tôi sẽ gửi cho các bạn một cái file mẫu ở trên nhóm. Các bạn truy cập vào nhóm mà tôi sẽ gửi cho các bạn cái file mẫu nhé. Dạ vâng ạ. Thầy ơi, thầy cho em hỏi ạ. Ừ, hỏi đi. Dạ vâng, em thấy là cái phần mềm phiên bản 1.0 ấy là có tích hợp trên VNIDU ấy. Nếu mình mua vậy thì có cái phần 2.0 này có tích hợp trên luôn không ạ? Có, chắc là có chứ. Vì bọn tôi là liên kết với VNPT, mà nếu mà muốn cấp lên thì VNPT sẽ làm lại bọn tôi sẽ cấp cho VNPT cái bản mới kia. Dạ vâng. Ừ, sẽ có chứ. Ừ, tất nhiên rồi, hiển nhiên rồi. Alo. Ờ, hỏi gì đi. Vâng, em muốn hỏi là cái phần mềm này thì em cũng đã sử dụng thử rồi và thấy nó hợp lý với những trường mà có đông giáo viên bộ môn, hoặc là trường cấp 3 là mỗi giáo viên là chỉ dạy một khối lớp. Nhưng mà với bọn em là lớp cấp 2 ấy, thì do thừa thiếu giáo viên cục bộ, vì vậy mà có những giáo viên là phải dạy nhiều bộ môn và có những giáo viên là phải dạy nhiều khối lớp khác nhau. Vậy là phần mềm có cách nào khắc phục là một ngày mà giáo viên đó không phải dạy 2 đến 3 giáo án không? Ví dụ như là thứ 3 là em là dạy lý khối 7. Ừ. Nhưng mà đồng thời em lại được phân công là dạy công nghệ khối 8 chẳng hạn. Thì đương nhiên là thứ ba là có cả công nghệ, cả vật lý, và thậm chí là vật lý khối 9 nữa. Vậy là có 3 giáo án thì giáo viên sẽ gặp nhiều khó khăn đấy. Mình hiểu rồi. Nó trong chương trình là có đấy, nó có một cái tầng mục giáo viên, nhưng mà từ trước là ít dùng, nhưng mà là không phải ý thôi. Nó có một tầng mục như vậy đấy. Để tôi kiểm tra nhé. Vâng, ừ. Cái đó là rất nhiều trường, đặc biệt là cấp 2 mà số lượng lớp ít đấy, từ giáo viên cục bộ ấy, thì là rất hay gặp đấy. Đây một chút nhá. Đây, chúng ta vào thử xem có chỗ ràng buộc của giáo viên xem có không nhé. Nhưng mà nếu có thì ràng buộc nó vẫn là ràng buộc mềm thôi, không phải ràng buộc cứng. Phần mềm vẫn có thể bị vẫn có thể là hủy cái đó đi. Đây nhà tôi vào chỗ dữ liệu này, vào cái chỗ này yêu cầu của giáo viên này. Hello, đây nó có một ràng buộc này là số môn học tối đa trong một buổi này. Đây chính là dành cho giáo viên cấp 2 này. Trong một cái buổi sáng ấy, buổi chiều ấy, nếu mà các bạn đặt ở đây là 2 thì chỉ dạy được 2 môn trong một buổi thôi. Ví dụ như là dạy vừa nói đấy, là em có thể giáo viên có thể vừa dạy vật lý hóa sinh, nhưng mà đây chỉ môn học chứ nó không nói giáo án, thế nó không nói giáo án, cái này chỉ là môn học thôi. Cho nên là giả sử có một môn đi nữa thì nó vẫn có thể có hiện tượng là dạy
Vậy là vừa toán 6, vừa toán 7, vừa toán 8. Đúng rồi, cái này chưa có. Chưa có cái tính năng là kiểm soát cái giáo án. Chỉ kiểm soát môn học thôi. Em có hiểu không nhỉ? Đúng 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 là chưa có. Đúng, em đưa em bạn là đúng là nó chưa có. Nó chưa kiểm nó có chức năng là kiểm soát cái số môn học tối đa trong một buổi học. Chứ nó không có cái ràng buộc là số lượng giáo án. Đúng không? Nên là khi em cái tấp thời quá biểu là nhiều khó khăn về trường hợp đó. Có thể cái chỗ này mà tôi sẽ chỉ lại xem chỗ này là có sửa chỗ này không phải là số môn học mà là số giáo án. Thì sẽ phải sửa trong chương trình một chút cái chuyện đó về kiểm soát sâu hơn một chút. Không phải kiểm soát là môn học, kiểm soát cả môn học cả lớp nữa. Như là một môn toán hai lớp khác nhau thì gọi cô tính là hai môn. Là hai giáo án đúng không nào? Ý phải thế đúng không? Ví dụ như là em dạy toán 6 rồi lại dạy toán 7, dạy toán 8 chẳng hạn, là một buổi tự dưng lại có 3 giáo án đó thì là rất là khó. Mình hiểu. Vâng, em cảm ơn thầy. Còn ai hỏi gì? Thầy ơi, thầy có hỏi với ạ. Ừ. Dạ. Thầy ơi, thế thầy cái phần mềm này có hỗ trợ xếp thời khóa biểu cả học chính cả học phụ buổi chiều không hả thầy? Có chứ, phần mềm này là được quyền xếp học trong cả hai buổi mà chúng ta nhập phân công chuyên môn là nhập cho cả hai buổi, chúng ta xếp thoải mái chứ. Thông thường là các trường phần lớn các trường là một buổi, vậy là buổi sáng là học như là khối 7. Học chính ạ. Sáng là chính, buổi chiều là học phụ, chúng ta xếp buổi chiều riêng. Buổi sáng vâng, học. Thầy qua giúp em được không? Đây là buổi sáng, đây là buổi sáng, đây là buổi chiều này, đây sáng chiều phân công riêng nhé. Thì chúng ta sẽ phải phân bổ cho buổi chiều riêng, như buổi chiều chỉ học là môn toán và môn lý thôi, và hạn chế chỉ học là từ tiết 1 đến tiết 3 thôi, như vậy. Vâng, em cảm ơn thầy. Chúng ta sẽ xếp cái lớp 4, tiết 4, 5 chúng ta xếp lại. Em hỏi một câu ạ. Nhé. Thoải mái mà, cái này là làm rất nhiều lần rồi, rất là vô tư rồi. Nhé. Alo. Em hỏi tiếp đi nhé. Thầy, em xin hỏi một câu ạ. Ừ. Em ví dụ này, ví dụ có một bạn ấy dạy môn lịch sử của khối 6. Khối 6 có 4 lớp ạ. Ừ. Và mà lịch sử thì một tiết trên một tuần. Em muốn xếp 4 tiết đấy cho bạn ấy dạy vào một ngày thứ 5 thì dạy như nào? Thế là 4 tiết dạy vào cùng một buổi ạ, cùng một thứ. Khó lắm. Cái này em sẽ tay trước mà gọi thôi. Cái này thì không phần mềm mà. Sẽ tay trước. Phần mềm không hỗ trợ cái đấy. Hỗ trợ cái đó. Chúng ta sẽ tay vào trước trước cho bạn đó. Đành như vậy. Anh có thể cài ràng buộc giáo viên là cho người ta nghỉ tất cả các buổi còn lại, chỉ duy làm một buổi thôi. Ừ, đấy ví dụ thế. Cái này giáo viên họ cũng làm, họ cũng ma mãnh lắm, họ làm nhiều thứ mẹo lắm. Ví dụ là giáo viên mà tôi muốn dạy mỗi thứ năm thôi thì tôi cho họp hết cả các mục tiết còn lại, họp hết như vậy nó hở mỗi thứ năm dạy mỗi thứ năm, ví dụ thế là cái mẹo của từng người một giáo viên, họ sẽ tùy cơ ứng biến, họ sẽ làm để xếp được, hoặc là họ là như này, hoặc là họ xếp trước cho một vài người đẹp, sau họ khóa hết lại thì người khác không ai xếp đè được nữa, không bị ảnh hưởng nữa, ví dụ lấy ví dụ như thế nhé. Vâng, cảm ơn thầy. Thôi chúng ta nghỉ nhá, lớp mình nghỉ nhá. Thôi chúng ta nghỉ nhé. Chào thầy ạ. Nào là chỗ dừng ở đây rồi, dừng.